Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 139. Diệp Quân quan sát thuyền Bỉ Ngạn trong tay, chiếc thuyền này nhìn từ bên ngoài thật ra không có gì đặc biệt, nhưng hắn biết nó đã sáng lập ra một nền văn minh Bỉ Ngạn mạnh mã. Diệp Quân quan sát một lát rồi nói, nếu ngươi có linh thì hiện ra đi. Thuyền Bỉ Ngạn hơi rung lên, chẳng mấy chốc, một cô bé lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên thuyền Bỉ Ngạn, cô bé được đúc từ ngọc. Tựa như tinh linh đang ngồi yên trên đầu thuyền, hai chân nhẹ nhàng đung đưa. Cô bé đang quan sát Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, ngươi là linh của thuyền Bỉ Ngạn. Cô bé gật gật đầu, cười nói, chào ngươi, ta là Chu Chu. Diệp Quân cũng cười, kể về lai lịch của ngươi một chút đi. Cô bé chớp mắt một cái, ta tên là Chu Chu, đến từ một vũ trụ cựu thổ vô cùng vô cùng vô cùng xa xôi. Diệp Quân khẽ nhíu mày, vũ trụ cựu thổ. Chu Chu gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đó là nơi như thế nào? Chu Chu nói, đó là một vũ trụ được bốn nền văn minh cổ siêu cấp đồng thời sáng tạo ra, chủ nhân của ta là Quan Chấp. Hành đứng đầu ở vũ trụ cựu thổ, nàng ấy vô cùng mạnh. Càng nói cô bé càng ngẩng cao đầu lên, trông vô cùng kiêu hãnh. Quan Chấp hành đứng đầu, Diệp Quân thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì nền văn minh thiên. Hành cũng có chức quan này. Mang theo nghỉ hoặc đó, hắn hỏi tiếp, vũ trụ cựu thổ ở đâu? Vẻ mặt Chu Chu chợt trở nên tối tăm, ở một nơi cực kỳ xa xôi, nhưng ta vẫn có thể trực tiếp trở lại đó, có điều ta không dám về. Diệp Quân không rõ, hỏi, tại sao? Chu Chu khẽ thở dài, bởi vì lúc trước chủ nhân ta đã tan rã trong không vui với bọn họ, sau đó chủ nhân đã dẫn theo ta cùng một gốc cây cướp bằng máu thịt, à không đúng, cây kia là do chủ nhân ra giành được mà. Diệp Quân hiếu kỳ hỏi, cây gì cơ? Chu Chu đáp, là một cái cây rất lớn, đó là một trong ba thần thụ của nền văn minh Toại Minh, vua của nền văn minh đó lúc giao thủ với chủ nhân của ta đã bị đánh trọng thương, nên chủ nhân đã cướp cái cây đó đi, nhưng sau này hình như cái cây đó cũng bị trọng thương luôn rồi. Diệp Quân hỏi tiếp, vậy chủ nhân của ngươi đâu rồi? Vẻ mặt Chu Chu càng âm u hơn, chủ nhân dẫn ta đi ngao du rất nhiều nơi, cuối cùng đến được nơi đây. Vốn dĩ nàng ấy định ở đây đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng ngày đó hình như nàng ấy nhận được tin tức gì đó nên đã vội vã rời đi. Nhưng nơi này quá nhỏ bé, nên nàng ấy đã để ta ở lại đây để bảo vệ ta, nàng ấy bảo rằng sau này sẽ đến đón ta, nhưng ta đã đợi rất rất lâu rồi, nàng vẫn chưa. Diệp Quân nó, lúc trước ngươi từng giao thủ với chủ nhân bút đại đạo rồi à? Chu Chu lắc đầu, không có, ta đánh không lại tên kia. Tên kia sau khi nhìn thấy ta cứ như lên cơn gì á, luôn mồm bảo. Đừng đánh rồi bỏ chạy ngay. Diệp Quân nhíu chặt mày lại, biển khổ giới này. Chu Chu nói, biển khổ giới không phải là để phòng bị ông ta, mà là để phòng bị người của nền văn minh Bỉ Ngạn đến làm sáng bậy. Nhưng chủ nhân bút đại đạo rời đi thì bọn họ tự hiểu nhầm là ta đã ông ta bỏ chạy, từ đó bắt đầu ca tụng ta. Diệp Quân khẽ nói, thì ra là vậy. Chủ nhân bút đại đạo. Nhắc đến cái tên này, Diệp Quân không khỏi nhíu chặt mày lại, trực giác nói cho hắn biết người này chính là đại địch. Đời này của hắn, Chu Chu đột nhiên nói, nếu chủ nhân ta gặp ngươi, nàng ấy chắc chắn sẽ rất thích ngươi. Diệp Quân cười nói, tại sao? Chu Chu nghiêm túc nói, bởi vì ngươi rất hiền lành, lại có thể sẵn sàng tiêu tán tu vi đạo pháp vì chúng sinh, chủ nhân cũng là một người vô cùng thiện lương, nàng ấy rất thích những người tốt bụng như vậy. Diệp Quân cười hỏi, chủ nhân của ngươi tên gì? Chu Chu đáp, Bi Tâm Từ. Bi Tâm Từ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cái tên này đặc biệt thật. Hẳn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, ngươi nói ngươi có thể đi thẳng về vũ trụ cựu thổ kia. Chu Chu gật đầu, đúng, trong bản thể của ta có truyền tống trận, có thể đi thẳng về. Diệp Quân chớp mắt một cái, hay là ngươi đưa ta đến đó tham quan thử đu? Không được, không được. Chu Chu liên tục xua tay, bây giờ ngươi quá yếu, ta dẫn ngươi về đó thì chỉ có nước bị trói lại đánh chết mất. Trừ khi ngươi gọi người cô xinh đẹp kia đến, là cô gái mặc váy chẳng á. Nói đến đây, hai mắt cô bé phát sáng lên, trông vô cùng hưng phấn. Diệp Quân lách đầu, e là không được rồi. Hả? Chu Chu bỗng há miệng hô lên một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc cô bé đã nói tiếp, nếu ngươi cầm theo thanh kiếm kia thì chúng ta cũng có thể trở về. Có điều bây giờ có về đó cũng vô ích thôi, bởi vì chủ nhân của ta chắc chắn không ở đó.
Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, đợi ta mạnh hơn bây giờ một chút thì sẽ giúp ngươi đi tìm chủ nhân, ngươi thấy được không? Chu Chu vội vàng nói, được, quá được, ngươi tốt quá. Diệp Quân cười ha ha. Chu Chu lại nói, chỗ ta có một vài bảo bối lấy từ vũ trụ cựu thổ đến, tuy không thể sánh được tháp và kiếm của ngươi. Nhưng cũng không tệ lắm đâu, nếu ngươi muốn dùng thì có thể dùng bất kỳ lúc nào. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Chu Chu chớp mắt, ta có thể vào tháp của ngươi tham quan được không? Diệp Quân gật đầu, được chứ. Chu Chu cười hì hì, cảm ơn nhát nói rồi cô bé lập tức bay bản thể vào trong tiểu tháp. Diệp Quân đứng bên ngoài lắc đầu nở nụ cười, cô bé này thú vị thật. Cựu thổ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn trời sao xa xôi, đó là một nơi như thế nào? Một lát sau, hắn hồi thần lại, nhờ sự giúp đỡ của tháp ra đi đến đế tộc. Đế tộc. Lúc này, tất cả cường giả của đế tộc đều đang tụ tập trong một đại điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trận đại chiến lần này thật ra đế tộc không tổn thất bao. Nhiều cường giả, bởi vì sau này chỉ có Diệp Quân và Phản Chiêu Đế đánh nhau. Có thể nói cường giả nòng cốt của đế tộc vẫn còn đầy đủ ở đây. Người đứng đầu là tộc trưởng đời trước Đế Lăng, mà bên cạnh ông ta là tộc trưởng đương nhiệm Đế Minh. Đế Lăng trầm mặc nhìn mọi người trong điện một lượt, mọi người nghĩ sao? Lúc trước sau khi Diệp Quân đạt đến Đại Đế, đế tộc đã lựa chọn thần phục hẳn, thế nhưng... Không ai ngờ rằng sau đó Diệp Quân lại vì cứu chúng sinh mà tán đạo của mình. Đó là Đại Đế đấy. Thiếu niên kia bảo hủy là hủy. Mẹ kiếp! Sao làm càn vậy? Tất nhiên đây không phải là trọng điểm là bây. Giờ đế tộc nên làm gì? Tiếp tục thần phục Diệp Quân? Hay là thừa thời cơ này đánh bại Diệp Quân, đoạt lại vận mệnh Đại Đế cùng thuyền Bỉ Ngạn? Đế tộc bây giờ đang đối mặt với lựa chọn lớn. Trong điện, một đám cường giả đế tộc đều đang im lặng không nói gì, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Lúc này, một trưởng lão mặc áo bào đen bỗng bước ra, lão trầm giọng nói, hai vị tộc trưởng, ta nghĩ đây là cơ hội nghìn năm có một của đế tộc ta. Đế Lăng nhìn ông lão mặc áo bào đen, mời cửu trưởng lão nói rõ. Hai mắt của ông lão áo bào đen lập lòe ánh sáng, trầm giọng nói, Diệp Quân kia nếu là đại đế, đế tộc ta tất nhiên sẽ thần phục và làm việc cho hắn, nhưng hiện tại hắn không còn là đại đế nữa, hẳn còn không có chút tu vi nào, bảo đế tộc. Chúng ta cống hiến cho một người không có tu vi chẳng phải là điều buồn cười quá sao? Hơn nữa, hiện tại hẳn đã hợp lại với vận mệnh đại đạo, trên người lại có thần vật thuyền Bỉ Ngạn cực phẩm, nếu đế tộc ta đoạt được, đế tộc hoàn toàn có thể tái xuất lại một vị đại đế, thống lĩnh vũ trụ đế giả và thế giới thập hoang. Tái xuất một vị đại đế. Ông lão áo bào đen vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhao nhao lên. Năm đó khi đế tộc xuất hiện một vị đại đế, đã từng nở mày nở mặt đến nhường nào. Vũ trụ đế giả thần phục, vũ trụ thập hoang sùng bái. Bạt ngàn vũ trụ nghe thấy tên đế tộc đều phải run rẩy. Nhưng theo sự ngã xuống của vị đại đế kia, địa vị của đế tộc lập tức tuột dốc không phanh trong toàn bộ vũ trụ. Không phải đế tộc không mạnh, mà là đại đế một khi ngã xuống, đế tộc như rắn mất đầu. Đế tộc lúc trước chiếm hữu bao nhiêu tài nguyên đều phải nhả ra hết toàn bộ, thậm chí đế binh lúc trước của đế tộc cũng không thể không buông tay. Cuối cùng đế tộc phải buông bỏ đế binh cùng phần lớn lợi ích nòng cốt, mới di chuyển khỏi thập hoang đến nơi xa xôi hẻo lánh này sống tạm. Đã nhiều năm trôi qua, vô số tiền bối của đế tộc ra sức nỗ lực nối tiếp cổ nhân để đế tộc có thể tái xuất một vị đại đế, sau đó quật khởi xưng bá thiên hạ, tái hiện lại huy hoàng năm đó của đế tộc, đồng thời rửa sạch nỗi nhục ngày đó. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, đế tộc vẫn không thể có thêm một vị đại đế nào khác. Nhưng lần này, vô cùng có khả năng là cơ hội của đế tộc. Trong điện, mọi người càng nghĩ càng hưng phấn, cảm thấy đây là thời khắc để đế tộc vươn mình. Lúc này, Đế Minh đột nhiên lên tiếng, ta cảm thấy cửu trưởng lão nói rất đúng, hơn nữa cho dù Diệp Quân là đại đế, cũng đã tiếp nhận sự thần phục của đế tộc, thế nhưng đế tộc A sao có thể giao toàn bộ sinh tử của tộc vào tay người khác được. Còn không băng liều mình trỗi dậy, tự bản thân trở thành đế. Các trưởng lão còn lại cũng đua nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Người khác làm, không băng tự mình làm. Có ai không biết đạo lý này? Diệp Quân bây giờ đã không còn là đại đế. Trên người không chỉ có vận mệnh đại đế mà còn có đế binh thuyền Bỉ Ngạn, chuyện này đối với đế tộc mà nói, quả thật là một cơ hội tuyệt thế nghìn năm có một.
Giết Diệp Quân, không chỉ có thể đoạt được đế binh, mà còn có thể lấy được vận mệnh đại đế, có nó thì đế tộc sẽ có cơ hội rất lớn tái xuất một vị đại đế mới. Làm đi! Lúc này, cửu trưởng lão siết chặt hai tay lại, hai mắt đỏ quạch như máu, toàn thân như vừa được chơi thuốc phiện mà hưng phấn bừng bừng, ngàn năm xưa cổ chỉ như một ánh đèn chợt tắt, chớp mắt là qua, hôm nay nếu đế tộc không nắm lấy thời cơ này, tương lai trách hẳn sẽ dậm chân hối tiếc, hối hận xanh ruột. Tộc trưởng đương nhiệm đế minh lúc này cũng đã đứng dậy, hai mắt sáng lấp lánh, tục ngữ có câu, thời cơ đến thì không được chần chừ, gặp chuyện mà sợ thì tất thành tai họa, thời cơ nghìn năm có một như vậy, đế tộc tuyệt đối không thể bỏ qua. Cửu trưởng lão lập tức phung hai tay, hai mắt đỏ ửng, lão. Tộc trưởng, thời cơ tốt như vậy mà không nắm lấy, tức là đại. Tội, làm đi, chúng ta làm đi. Các trưởng lão còn lại cũng hưng phấn không thôi, máu nóng sôi trào toàn thân. Như thể đại đế đang ở trước mắt. Vì sao vào thời khắc mấu chốt phản chiêu đế lại không? Ra tay. Đúng lúc này, đế lăng vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Nghe thế, tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn về phía đế lăng. Đế lăng nhìn một lượt mọi người ở đây, nếu đại đế dễ làm như vậy, tại sao đã rất nhiều năm trôi qua mà vẫn không có thêm một vị đại đế nào xuất thế? Tương lai các vị vạch ra, các vị nằm chắc được bao nhiêu phần? Sắc mặt mọi người bắt đầu trở nên khó coi. Bọn họ có chắc là mình sẽ thành đế không? Tất nhiên là không. Đế lăng tiếp tục nói, ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình, mọi người nghe thử. Thứ nhất, đại chiến giữa Diệp Quân và Phản Chiêu Đế hôm đó, vốn dĩ Phản Chiêu Đế đã có thể chiến thắng, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại đột nhiên ngừng tay, để mặc Diệp Quân tấn công, cướp lấy tất cả sức mạnh của cô ta, việc này cực kỳ không bình thường. Thứ hai, sau khi Diệp Quân tiêu tán đạo Pháp, những chân thánh từng chết trận của nền văn minh bị ngạn đua nhau tái sinh. Nếu chỉ là cơ thể chết đi, linh hồn tan vỡ thì đại đế vẫn có khả năng tái sinh, nhưng những cường giả đó đã hồn phi phách tán, đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi đất trời. Ta chưa từng nghe nói đại đế có khả năng phục sinh mạnh mẽ đến như vậy. Đế lăng tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tất cả mọi người, trong nháy mắt, mọi người đều bắt đầu tỉnh táo lại. Đế Minh trầm giọng nói, ý của cha là sau lưng Diệp Quân còn có người khác. Đế lăng không trả lời, mà chỉ hỏi ngược lại, thiên tài yêu nghiệt cỡ này, đừng nói là vũ trụ đế giả, cho dù đưa mắt nhìn khắp thập hoang thì cũng là sự tồn tại cao cấp nhất, thậm chí không hề thua đế tộc chúng ta. Nói đến đây, trong mắt ông ta ánh lên một tia phức tạp, người như thế không phải là kẻ tầm thường, thế lực gia tộc bình thường cùng tuyệt đối không bồi dưỡng ra được một người như thế. Ta vẫn luôn cảm giác lần này đế tộc rơi vào kết cục gì cũng đều đã bị người khác tính toán được rồi. Nghe vậy, mọi người đều cả kinh. Đế Minh do dự một lúc rồi nói, cha, không đến mức đó chứ. Đế tộc ta tốt xấu gì cũng là gia tộc đại đế, trừ khi là đại đế ra thì cho dù là những lão quái vật của thập hoang kia cũng không thể im hơi lặng tiếng tính toán chúng ta. Đế lăng khẽ lắc đầu, người thường chỉ có thể đứng dưới đất nhìn lên trời, ngôi sao lớn đến đâu cũng khó mà tưởng tượng được. Đế tộc chúng ta tuy rằng từng có đại đế, nhưng không có nghĩa chúng ta đã từng đứng được trên đỉnh cao nhất của toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ mênh mông này có nhiều thứ chúng ta vẫn chưa biết lắm, với chúng ta mà nói, đại đế đã là tượng trưng cho sức mạnh cuối cùng, là đỉnh núi vời vợi, nhưng lỡ như vẫn còn một ngọn núi cao hơn thì sao? Nói đến đây, ông ta bỗng thấy hơi xúc động. Trận chiến này đánh xong, cho dù là Phản Chiêu Đế hay là Diệp Quân cũng đều khiến ông ta quá khiếp sợ. Cuộc nói chuyện cuối cùng của Phản Chiêu Đế cũng cô gái dung hợp với cô ta kia khiến cho ông ta hiểu ra rằng, đây có thể chính là một cái bẫy, mà đế tộc chỉ là bất cẩn bị dây. Vào! Đại đế! Ván cờ này lại có thể tạo ra một đại đế. Vậy người đánh cờ phải khủng bố biết bao nhiêu? Mọi người ở đây có thể sống đến bây giờ đều không phải là người bình thường, đế lăng vừa nói như thế thì ai nấy cũng im lặng ngẫm nghĩ, rồi cũng nhận ra được rất nhiều điều then chốt. Hơn nữa còn càng nghĩ càng thấy không đúng, việc này rõ ràng rất quỷ dị. Lúc này, đế minh đột nhiên nói cha, nếu đây thật sự là một thế cục được bày ra, vậy rốt cuộc ai là người thắng? Đế lăng lạnh nhạt nói, ai sống thì người đó thắng. Diệp Quân. Đế minh do dự một lúc rồi nói, nhưng hắn đã không còn tu vi. Đế lăng liếc mắt nhìn ông ta, giọng như sấm rền, lỡ như đó cũng là một cái bẫy thì sao? Mẹ nó. Đầu đế minh kêu ong ong. Đế lăng nhìn mọi người, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, bây giờ đế tộc ta chỉ có hai con đường có thể đi được, thứ nhất chính là như chư vị vừa nói,
dốc toàn lực tiêu diệt Diệp Quân, đoạt lấy vận mệnh đại đế và thuyền Bỉ Ngạn của hắn, sau đó nỗ lực tạo ra một đại đế khác. Không được, không được. Lúc này, cửu trưởng lão vừa kiến nghị khi nãy lại vội vã xua tay, tuyệt đối không thể. Mọi người nhìn sang cửu trưởng lão trầm giọng nói, thứ nhất, nếu đây thật sự là một cái bẫy, vậy hành động của chúng ta cứ như thỏ chui vào hang cọp. Thứ hai, cho dù chúng ta thành công đoạt được vận mệnh đại đế cùng thuyền Bỉ Ngạn, nhưng nếu không thể tạo ra được một vị đại đế trong thời gian ngắn, vậy đế tộc ta cũng sẽ bị các gia tộc đại đế và tiên tông khác vây công, trở thành bia ngắm để họ đánh đến, sau đấy là vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, lão khế thở dài, khó, khó quá. Ta cảm thấy lựa chọn tốt nhất bây giờ là tránh xa tên Diệp Quân này, đừng động đến hắn làm gì, chỉ nên yên lặng xem thời cuộc, sau đó tùy thời hành động. Đế Minh đột nhiên nhìn về phía Đế Lăng, cha, còn con đường thứ hai thì sao? Đế Lăng nói, toàn lực ủng hộ Diệp Quân, đánh cược một trận vào tay hắn. Vừa dứt lời, xung quanh như vừa nghe được tin động trời, tất cả mọi người đều ngây người, Đế Minh cũng ngạc nhiên nhìn Đế Lăng, cha. Đế Lăng nắm chặt hai tay, ánh mắt lấp lóe, khí thế toàn thân đã thay đổi. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu được một chuyện, cục diện bây giờ rất bất lợi cho đế tộc. Khoảng thời gian này ở đế vực đã có rất nhiều hơi thở mơ hồ xâm lấn. Những gia tộc đại đế và tiên tông khác cũng đã nghe tin mà đến, bọn họ đã công khai nhằm vào Diệp Quân. Trên thực tế, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta không? Đế tộc ta vốn đã đang ở thế yếu, những năm qua đại chiến cũng nền văn minh Bỉ Ngạn càng làm rõ được sự suy yếu thực lực của chúng ta. Bây giờ bọn chúng nhìn chúng ta chắc chắn là như đang nhìn một miếng thịt mỡ. Nói rồi. Ông ta hít một hơi thật sâu, cho dù bây giờ bọn chúng không ra tay, thế nhưng một khi chúng đoạt được vận mệnh đại đế cùng thuyền Bỉ Ngạn, sau đó thật sự sáng tạo ra được một đại đế khác, thì khi đó đế tộc cũng vẫn phải thần phục họ thôi. Nếu đã vậy thì sao không liều một lần? Giao toàn bộ hy vọng của bộ tộc vào tay Diệp Quân, nếu hắn có thể lần nữa xưng đế, vậy đế tộc ta chính là công thần đầu tiên, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với đế tộc. Đế Minh trầm giọng nói, vậy lỡ như hắn không đối xử tốt thì sao? Đế Lăng híp mắt lại, hắn vì chúng sinh mà có thể tiêu tán cả sức mạnh đại đế, chỉ cần đế tộc ta chân thành giúp đỡ hắn, hắn chắc chắn sẽ đối xử tử tế với chúng ta. Đế Minh im lặng. Đế Lăng nằm chặt hai tay, khí thế bức người, cái gì gọi là phải biết tận dụng thời cơ, biết người biết ta, trăm trận trăm thẳng, chính là như vậy. Đế tộc ta bây giờ đã thiếu hụt nhân tài. Căn bản không ai có khả năng trở thành đế, so với việc cứ thế từ từ suy bại, chẳng bằng đánh cược vận mệnh toàn tộc một lần. Nếu thẳng, đế tộc ta sẽ được tái sinh, lưu dõi thêm trăm triệu năm sau. Nếu đế tộc lại có thể bồi dưỡng ra một vị đại đế thì quá tốt, còn nếu không. Vậy thì coi như chúng ta đã dốc hết sức, không thẹn với tổ tiên, không thẹn với đời sau. Nói rồi ông ta còn thở dài một hơi, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Lúc trước khi vị đại đế tổ tiên ngã xuống, các đời tộc trưởng đế tộc sau này luôn muốn tái hiện lại huy hoàng năm đó. Thế nhưng, thật sự rất khó, nghe Đế Lăng nói xong, trong điện chợt rơi vào yên lặng. Bọn họ biết, quyết định hôm nay của họ sẽ quyết định luôn cả vận mệnh của đế tộc. Cửu trưởng lão đột nhiên nghiến răng hô lên, cược đi. Ta thấy có thể cược được, so với việc cứ chết dần chết mòn một cách uất ức như vậy, còn không bằng đánh cược một lần. Coi như đời này không thể thành đế, thì cũng coi như vun đắp. Tương lai cho con cháu mai sau. Cược đi. Chẳng mấy chốc, một trưởng lão khác cũng đứng dậy, ông ta vung tay hô lên, vì vinh quang của tổ tiên, vì vinh quang của đế tộc, vì con cháu đời Xô. Cược đi. Lúc này đây, tất cả mọi người trong điện đều vung tay hô lên. Đúng lúc này, một ông lão xuất hiện trong đại điện, ông ta. Cung kính thi lễ, hai vị tộc trưởng, Diệp Quân. Đến rồi. Diệp Lăng đứng lên trước tiên, truyền lệnh vào trong tộc mở tiệc rượu, ca múa chào mừng. Hoàng đế của chúng ta. Diệp Quân vừa mới đến đế tộc, trong đế tộc đột nhiên truyền tới từng tiếng nhạc thần tiên tuyệt diệu, cảm xúc của bản nhạc thần tiên này tràn đầy đam mê, nhịp điệu mạnh mẽ như dòng nước lũ, tiếng trống rung như sấm, vang khắp đất trời. Bản nhạc thần tiên vừa mới vang lên, Diệp Quân đã thấy đằng xa có mấy trăm cô gái mặc váy tiên chậm rãi bay ra. Sau đó đi tới hai bên trước mặt hẳn nhảy múa, những cô gái này đương nhiên đều đã được chọn lựa kỹ càng, ai ai cũng có vóc. Dáng uyển chuyển, gương mặt mỹ miều, trong lúc nhảy múa trông rất quyến rũ. Diệp Quân nhíu mày, đế tộc này lại còn biết diễn trò sao? Ngay lúc này,
dưới sự chỉ dẫn của Đế Lăng, một đám cường giả đế tộc đồng loạt ra đón, bọn họ đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó cung kính quỳ xuống, đồng thanh nói cung nghênh quân đế. Thấy đám cường giả đế tộc đồng loạt quỳ xuống, Diệp Quân yên lặng một lát, sau đó nói, đứng lên đi. Đám người Đế Lăng chậm rãi đứng dậy, nhưng Đế Lăng dẫn đầu vẫn khom người, cung kính nói, quân đế, mời vào điện. Nói xong, mọi người sau lưng ông ta vội vàng nép ra hai bên, để lộ ra một con đường. Diệp Quân chậm rãi đi tới đại điện ở đằng xa. Đám người Đế Lăng vội vàng đi theo, suốt dọc đường đi, đám người Đế Lăng đều đang âm thầm đánh giá Diệp Quân. Khi phát hiện tu vi của Diệp Quân thật sự đã không còn, bọn họ đều cảm thấy thất vọng, quả thật tu vi của vị Diệp công tử này đã mất rồi. Nhưng vẻ mặt bọn họ vẫn rất cung kính. Bọn họ cá rằng Diệp Quân còn có con át chủ bài khác. Đế Lăng dẫn đầu thật ra vẫn rất vui vẻ, vì dù Diệp Quân không có tu vi, nhưng bây giờ Diệp Quân vẫn thể hiện ra vẻ cao ngạo và tự tin, điều này hoàn toàn không giống một người không có tu vi. Sau khi tiến vào trong điện, Diệp Quân bước tới trước chỗ ngồi của Đế Lăng một cách tự nhiên, hắn nhìn tất cả mọi người từ trên cao xuống, giờ phút này, tất cả mọi người trong sân đều cảm nhận được một luồng áp bức vô hình. Đế Lăng dẫn đầu vẫn mừng như điên, vị Diệp công tử này hoàn toàn không giống người không có tu vi, uy lực đại đế vô hình kia vẫn luôn tồn tại. Diệp Quân quan sát Đế Lăng tộc trưởng, chắc ông đã biết tiếp theo đây ta sẽ phải đối mặt với điều gì. Đế Lăng đương nhiên hiểu ý của Diệp Quân, cung kính nói, quân đế, đế tộc của ta tình nguyện hưởng vinh nhục với người. Vinh nhục cùng chịu. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy, hẳn đi tới cửa đại điện, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, dù không có hy vọng nhưng hẳn biết, giờ phút này, trong bóng tối của vũ trụ tinh không, có rất nhiều cường giả đang hướng mắt nhìn xuống đại điện này. Đế Lăng đột nhiên nói, quân đế, bây giờ điều người cân nhất không phải thời gian sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Bây giờ quả thật hắn đang cần một chút thời gian. Đế Lăng do dự một lát, sau đó nói, đế tộc của ta tình nguyện kéo dài thời gian cho quân đế. Diệp Quân quay đầu nhìn Đế Lăng trầm giọng nói, đế tộc của ta tình nguyện mở ra bí cảnh đại đế của đế tộc, để cho tất cả mọi người ra vào, một khi làm như vậy, những cường giả âm thầm tới kia nhất định sẽ tiến vào trong bí cảnh đại đế. Nghe Đế Lăng nói vậy, đám cường giả đế tộc trong sân đều cả kinh, nhìn Đế Lăng một cách khó tin. Bí cảnh đại đế. Đây chính là quân át chủ bài cốt lõi nhất của đế tộc, vì trong đó có truyền thừa của đại đế, bảo đảm ít nhất là bán bộ đạo chi ngoại. Hơn nữa, bán bộ đạo chi ngoại này còn vượt xa những cường giả bán bộ đạo chỉ ngoại bình thường. Có thể nói, bí cảnh đại đế này chính là nền tảng cốt lõi nhất của đế tộc hiện giờ. Có bí cảnh đại đế này, đế tộc có thể duy trì ít nhất mỗi thời đại một vị cường giả bán bộ đạo chỉ ngoại đỉnh cấp. Hôm nay lại mở nó ra ư. Có một vài trưởng lão đế tộc như muốn nói lại thôi, đây. Chính là nền tảng cốt lõi nhất của đế tộc, cứ như vậy mà mở ra. Diệp Quân nghỉ ngờ, bí cảnh đại đế. Đế Lăng gật đầu, giải thích, đúng vậy, chính là nơi tu luyện của đại đế đế tộc ta. Sau khi ông ta chết, thế giới ông ta ở đã biến thành bí cảnh đại đế. Diệp Quân hiếu kỳ nói, tại sao ông ta lại chết? Đế Lăng ảm đạm nói, bọn ta cũng không biết. Chỉ biết là năm đó sau khi tổ tiên ra ngoài trở về đã bắt đầu giao phó hậu sự, sau đó không bao lâu thì ông ta chết. Đại đế chết. Diệp Quân nhíu mày. Hẳn đã đạt tới đại đế, biết rất rõ sức mạnh của đại đế kinh khủng tới mức nào, cường giả ở cấp này, nếu như không muốn chết thì theo lý mà nói, họ chắc chắn rất khó chết. Diệp Quân ngừng suy nghĩ, nhìn Đế Lăng, bí cảnh đại đế này chắc hẳn là thứ cốt lõi nhất của đế tộc, ông chịu mở nó ra sao? Đế Lăng cung kính hành lễ, đế tộc của ta bằng lòng cùng sống cùng chết với quân đế, đừng nói là bí cảnh đại đế, dù toàn bộ đế tộc có phải chiến đấu, đế tộc của ta có chết cũng không chối từ. Diệp Quân quan sát Đế Lăng một hồi, ta cũng không thể để đế tộc của ông thua thiệt, đợi sau khi thực lực của ta khôi phục hoàn toàn, đế tộc có thể chọn một người theo ta tu hành. Đế Lăng không khỏi kích động, run giọng nói, đa tạ quân đất. Hai tin tức, thực lực khôi phục, thứ hai. Có thể chọn một người theo Diệp Quân tu hành. Nếu Diệp Quân khôi phục lại thực lực, vậy người này chính là đồ đệ đại đế của Diệp Quân. Thân phận này cũng quá tuyệt vời rồi. Đây là phúc tám đời đấy. Những trưởng lão đế tộc còn lại khi nghe thấy lời này, tất cả đều cười vui vẻ, nếu thực lực của Diệp Quân thật sự khôi phục, vậy thì con em đế tộc bái nhập dưới quyền hẳn cũng
đồng nghĩa với việc đã có một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Trên con đường tu hành, có chỗ dựa là một điều rất quan trọng. Mà vị trước mắt đây một khi khôi phục được thực lực thì chính là người chỗ dựa siêu vững chắc. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, hẳn biết, sở dĩ những người này không dám ra tay là vì vẫn còn băn khoăn. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nếu bọn họ ra tay thật. Mặt Diệp Quân không cảm xúc, bọn họ chỉ có con đường chết. Tiểu Tháp, chuyện đế tộc mở bí cảnh đại đế rất nhanh đã truyền ra ngoài. Bí cảnh đại đế chỉ có gia tộc đại đế mới có, mà có bí cảnh đại đế này cũng đồng nghĩa với việc có truyền thừa của đại đế. Truyền thừa đại đế, ai có thể không động lòng được chứ? Sở dĩ năm đó đế tộc từ thập hoang lui ra ngoài là sợ bị người ta mơ tưởng đến bí cảnh đại đế, vì đây chính là cơ sở của bọn họ. Còn bây giờ, rất nhiều gia tộc đại đế, tiên tông, và cả vô số cường giả ở nền văn minh cấp cao cũng không ngờ rằng, đế tộc này vậy mà sẽ chủ động mở bí cảnh đại đế, hơn nữa còn mở cửa cho người ngoài. Hành động của bất ngờ của đế tộc lập tức khiến những người đứng trong bóng tối phải ngây ngốc. Trên bầu trời đế tộc có một cánh cửa đá cao tới ngàn trượng, bên trong cửa đá bên trong đó chỉ toàn hư vô. Bí cảnh đại đế. Hôm nay đế tộc mở ra, bất kỳ người nào cũng có thể vào. Ban đầu mọi người đều cho rằng đế tộc có âm mưu gì đó, nhưng rất nhanh, sau khi trải qua đợt kiểm tra của một số gia tộc đại đế và tiên tông, bọn họ phát hiện, bên trong cửa đá này thật sự là bí cảnh đại đế, vì trong đó ẩn chứa khí tức của đại đất. Đây tuyệt đối không phải là giả. Thấy đế tộc thật sự chia sẻ bí cảnh đại đế, những gia tộc đại đế và cường giả tiên tông trong bóng tối đều rất nghi ngờ. Tại sao đế tộc lại đột nhiên làm như vậy chứ? Đây là định làm gì? Có vài người vẫn đang nghĩ, nhưng có vài người đã tiến vào trong bí cảnh. Điều này chính là một cơ duyên vô cùng tốt với bọn họ. Nếu có thể đạt được truyền thừa của đại đế, thậm chí chỉ là một sự chỉ điểm, vậy bọn họ đều có thể xuất phát tại chỗ. Khi một số người tiến vào bí cảnh đại đế, những tiên tông đế tộc kia cũng không kiềm nổi mà đồng loạt tiến vào. Ở cửa đại điện của đế tộc, Diệp Quân đã rời đi, Đế Lăng nhìn bí cảnh đại đế, nhìn vô số người xông vào trong bí cảnh đại đế, ánh mắt ông ta vô cùng phức tạp. Bên cạnh ông ta, vẻ mặt của đám cường giả đế tộc cũng rất phức tạp. Không phải hối hận vì lấy bí cảnh đại đế ra kéo dài thời gian cho Diệp Quân, mà là lúc này, bọn họ đã thật sự ý thức được rằng, đế tộc đã rất sa sút. Năm đó, vào thời điểm đế tộc huy hoàng nhất, tất cả thiên hạ đều quy phục, bất kỳ cường giả của gia tộc nào thấy cũng không khỏi cung kính thần phục. Nhưng sau khi vị đại đế đế tộc kia chết đi, tất cả đều đã thay đổi. Đế Lăng nhìn bầu trời, hai tay siết chặt, đế tộc nhất định không thể sa sút trong tay thế hệ chúng ta được. Diệp Quân cũng tiến vào bí cảnh, cũng không phải vì thứ gọi là truyền thừa đại đế, mà là để gặp vị đại đế đế tộc này. Đương nhiên, hắn đã thay đổi dung mạo của mình một chút. Khi hắn tiến vào bí cảnh đại đế, hắn đột nhiên phát hiện, bí cảnh này có một sức mạnh pháp tắc thần bí, sức mạnh thần bí này đã trấn áp toàn bộ tu vi và thần thông của những người tiến vào đây. Diệp Quân hiếu kỳ, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới từ sau lưng hắn. Pháp tắc đại đế quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Quân quay đầu nhìn, cách đó không xa, có một cô gái mặc áo màu tím đang đi tới, bên hông có thắt lưng bằng ngọc đỏ thâm, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười hiền hậu, toát ra vẻ anh dũng. Diệp Quân hiếu kỳ hỏi, pháp tắc đại đế, tại sao lại là pháp tắc đại đế? Cô gái cười giải thích, pháp tắc đại đế là sau khi một người trở thành đại đế có thể ngưng tụ pháp tắc, chấn áp mọi đường lối và luật pháp trên thế gian, vì vậy, pháp tắc đại đế còn được gọi là pháp tắc tối cao của vũ trụ. Pháp tắc đại đế, Diệp Quân chợt hiểu ra, lúc này, hắn mới hồi tưởng lại lúc ban đầu, thật ra hắn cũng có thể ngưng tụ được pháp tắc mới, đáng tiếc hắn còn chưa kịp thi triển, tu vi đã không còn. Thật là nhức đầu. Cô gái nhìn Diệp Quân, cười nói, tại hạ là đệ nhất U, xin hỏi nên xưng hô với huynh đài thế nào? Diệp Quân ngừng suy nghĩ, cười nói, Dương Quân ị. Cô gái cười, sau đó nói, đi thôi, tới gặp vị đại đế đế tộc này. Diệp Quân gật đầu. Hai người đi về đằng xa, ở đó có một ngọn núi cao, giờ phút này, vô số người đang đi về phía ngọn núi cao đó. Diệp Quân đột nhiên phát hiện, lúc những người đó leo lên núi cao, bọn họ đột nhiên dừng lại, sau đó quỳ rạp xuống, cung kính hành lễ. Diệp Quân thắc mắc, bọn họ đang làm gì vậy? Đệ nhất U quay đầu nhìn Diệp Quân,
kinh ngạc, huynh không biết sao? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Đệ Nhất U khẽ mỉm cười, quy củ của vũ trụ này là gặp đế phải bái. Gặp đế phải lạy, Diệp Quân sửng sốt. Cha và ông nội gặp mình, không biết có phải dập đầu với mình không nhỉ? Hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau khi ra đi, huyết mạch phong ma càng ngày càng điên cuồng, luôn làm ảnh hưởng tới hắn. Huyết mạch phong ma. Thấy Diệp Quân đi tới đằng xa, ánh mắt Đệ Nhất U sáng lên, đây chính là quân đế sao? Dáng dấp phu quân của tỷ tỷ cũng không tồi. Gặp đế phải lạy. Dưới chân núi, tất cả các cường giả muốn lên núi, cho dù trước đây người đó ở cảnh giới nào, nhưng vào lúc này, họ cũng phải dừng lại, đi một bước quỳ lạy một cái. Tất nhiên, không phải vì họ muốn quỳ mà là không quỳ không được. Gặp đế phải lạy, đây là luật bất thành văn trong thời đại đế giả và vũ trụ thập hoang, nếu không lạy, ai có thể chịu đựng nổi cơn giận của đại đế đây? Huống chỉ nay họ đến đây là vì truyền thừa đại đế. Thật ra mọi người cũng biết rất rõ, truyền thừa đại đế này rất xa vời với bọn họ, bởi vì một người có thể được đại đế xem trọng phải yêu nghiệt đến nhường nào đây chứ. Nhưng người bình thường luôn như thế, luôn tin vào may mắn. Lỡ được coi trọng thì sao? Trên đường bái lạy, vẻ mặt ai nấy đều thành kính, lúc dập đầu thì ước gì có thể đập chỗ đó thành một cái lỗ lớn. Diệp Quân và Đệ Nhất U nhìn dòng người đang quỳ lạy với vẻ mặt thành khẩn đang ở dưới chân núi từ từ đi lên, Đệ Nhất U nói nhỏ, chẳng trách các tu sĩ đều muốn trở thành đại đế, dẫu có chết đi thì người hậu thế cũng không dám bất kính, gặp thì lạy. Diệp Quân nói, người trên thế giới này đều tôn sùng kẻ mạnh, chuyện thường mà. Đệ Nhất U cười nói, Dương huynh, huynh nói xem, đại đế có nhìn chúng mấy người này không? Diệp Quân mỉm cười, đây không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Vừa nói, hắn vừa bước đi nhanh hơn. Đệ Nhất U nhìn Diệp Quân rồi đi theo sau. Một chốc sau, hai người đã đi đến chân núi, hắn nhìn người đang đứng trên đỉnh núi rồi bước lên. Đệ Nhất U đi đến bên cạnh Diệp Quân, cười nói, Dương huynh, huynh không lạy hả? Diệp Quân bình tĩnh nói, chỉ cần có lòng thành với đế là được, quỳ lạy cũng chỉ là hình thức, không cần thiết. Đệ Nhất U trợn mắt nhìn, ta thấy huynh nói có lý. Vừa nói, cô ta vội vàng đi bên cạnh Diệp Quân. Cứ thế, những người khác đều quỳ xuống bái lạy, còn hai người họ cứ nghênh ngang ở lên. Khiến cho mọi người đều sửng sốt. To gan. Ngay lúc này, một người đàn ông đang quỳ cách đó không xa đột nhiên nổi giận chỉ vào Diệp Quân. Ngươi thật to gan, ngươi dám bất kính với đại đế, ngươi không sợ bị giết 10 họ hay sao? Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông đó, liên quan tới ngươi à? Vừa nói. Hắn vừa đi tiếp về phía trước. Đệ Nhất U, người đàn ông kia không ngờ rằng Diệp Quân lại trả lời như thế, lập tức ngẩn người rồi giận dữ thét lên, ngông cuồng, ổ tiên của ngươi là ai mà dám hống hách thế hả? Diệp Quân quay lại nhìn người đàn ông, tổ tiên Dương Diệp. Ha ha, người đàn ông cười mỉa mai, thì ra là hạng vô danh tiểu tốt. Thời đại đế giả lẫn thập hoang không có gia tộc đại đế nào họ Dương cả. Đệ Nhất U ở bên cạnh Diệp Quân đột nhiên lên tiếng, thằng nhóc này tên Mục Cương, nhà họ Mục, thuộc gia tộc đại đế. Diệp Quân gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Đệ Nhất U nhìn theo Diệp Quân rồi phì cười, sau đó đi theo. Thấy Diệp Quân phớt lờ mình, vẻ mặt người đàn ông tên Mục Cương lập tức tái mét, gã do dự một chút, sau đó đứng. Dậy đi về phía trước. Lúc này, một người đàn ông sau lưng gã đột nhiên nói, đại ca, người không quỳ nữa hả? Mục Cương tức giận nói, tổ tiên của hắn không có tên tuổi gì mà hắn vẫn không quỳ, tổ tiên ta là đại đế, tại sao ta phải quỳ? Nói rồi, gã phất tay áo rời đi. Mọi người ở trong sân trố mắt nhìn nhau. Giờ còn quỳ nữa hay không đây? Đồ ngu! Một thanh niên mặc áo đen đang quỳ cách đó không xa lạnh lùng lên tiếng, gặp đế bất bại, ắt gặp nhân quả. Nghe thấy lời nói này của thanh niên áo đen, mọi người trong sân vội vàng tán đồng. Ai chịu nổi nhân quả đại đế chứ? Cứ quỳ cho đàng hoàng vào, cũng không xa lắm, quỳ một lúc là tới thôi. Dù có thế đi nữa, trong lòng ai nấy cũng đều hơi bực bội. Cứ thế, ba người Diệp Quân đi bộ lên núi, núi này cao đến 1000 mét, đường đi gập ghềnh, không dễ đi. Diệp Quân bỗng nói thầm, tháp gia, người nói xem giờ này chủ nhân bút đại đạo đang làm gì? Tiểu tháp hơi tò mò hỏi, sao tự nhiên hỏi cái này vậy? Diệp Quân lắc đầu, chuyện lần này ta vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, đáng tiếc,
tu vi của ta đã tiêu tán, nếu không ta đã có thể tìm hiểu nhân quả, giải quyết mọi vấn đề. Tiểu tháp nói, không cần thiết, việc ngươi phải làm bây giờ là biến mình thành đế, tiểu hồn là tiểu hồn, ngươi là ngươi, dù sao cũng sẽ có chỗ khác nhau. Diệp Quân gật đầu, tháp gia nói có lý, mình phải làm gì để thành đế đây? Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nhíu mày thật chặt, ngày hôm đó hắn trở thành đế là vì hắn đã cắn nuốt hai nguồn sức mạnh thiện ác của Phạm Chiêu Đế, nghiêm túc mà nói, sức mạnh đó không hề liên quan đến hắn, đó là sức mạnh của Phạm Chiêu Đế, không chỉ có thể, nền văn minh Bỉ Ngạn và chân thánh tín ngưỡng hắn, nhưng tín ngưỡng này không hề thuần khiết. Nền văn minh Bỉ Ngạn và chân thánh tín ngưỡng hắn chỉ vì có chung một kẻ địch, mà cũng không phải thực sự công nhận trật tự hắn đã thiết lập, giống kiểu bồ hay vợ vậy. Dù đều có thể ngủ chung như nhau nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Trật tự không phải là thứ một sớm một chiều là có thể thực hiện được, trật tự của hắn chỉ có thể xem là khởi đầu, hắn tin rằng, đại đế không phải là mục đích cuối cùng của Diệp Quân hắn. Trừ trật tự ra, hắn còn có kiếm ý vô địch, mà kiếm đạo vô địch mới là con đường của riêng Diệp Quân, sức mạnh này đến từ chính bản thân hắn, không nằm ở chúng sinh, lần này hắn trở thành đế với trật tự kiếm đạo, nhưng lại không có kiếm ý vô địch. Nói cách khác, hắn vẫn chưa thực sự tìm được con đường của riêng mình. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Diệp Quân cười phá lên. Trước đây ở nơi này, hắn bị sức mạnh của Phạm Chiêu Đế mê hoặc, đó không phải là sức mạnh của hắn. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy bỏ con đường ấy thì quá đáng tiếc, nhưng giờ nghĩ lại, đi theo con đường của mình mới là con đường đúng đắn. Con đường của riêng mình. Về cảnh giới, hắn không cần phải luyện lại bất kỳ cảnh giới nào lần nào nữa. Hắn đã đi từ con số 0 đến đại đế rất nhiều lần, hắn đã thuộc nằm lòng tất cả các cảnh giới, có thể nói rằng giờ đây hắn có sáng tạo nên một hệ thống cảnh giới khác cũng chẳng có vấn đề nào, đi sửa lại các cảnh giới từ đại đế trở xuống thì đúng là lẫn lộn hết đầu đuôi. Việc hắn cần làm bây giờ là mài giữa lại tâm cảnh mình. Diệp Quân nhìn về phía chân trời, lúc này, mây trắng nơi chân trời từ từ tản ra, ánh sáng len xuống, hắn chợt thấy lòng mình thanh thản, hắn chưa từng thoải mái như này bao giờ. Đệ Nhất U ở bên cạnh Diệp Quân nhìn hắn, hơi ngạc nhiên. Lúc này, Mục Cương cũng vừa mới đi tới, gã nhìn Diệp Quân và Đệ Nhất U, hừ một tiếng rồi chạy thẳng lên núi. Diệp Quân không để ý tới kẻ liều lĩnh này, bây giờ hắn đã là đại đế, cần phải có phong độ. Khi bọn họ đi đến giữa sườn núi, đột nhiên Diệp Quân nhìn thấy Mục Cương, người đi nhanh nhất và xa nhất về phía trước đã dừng lại cách đấy không xa. Gã siết chặt hai nắm tay, mồ hôi lạnh tuôn rơi không ngừng. Diệp Quân hơi nghi ngờ, lúc này hắn vừa định tiến lên phía trước thì bị Đệ Nhất U đột ngột kéo lại, cô ta nhìn về phía xa, vẻ mặt đầy nghiêm túc, đằng đó có pháp tắc đại đế. Diệp Quân ngừng lại, hắn nhìn về phía trước cách đấy không xa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng lại có một nguồn sức mạnh vô hình. Bộp! Ngay lúc này, hai chân của Mục Cương đột nhiên mềm nhũ, quỳ thụp xuống đất. Hai đầu gối nứt ra máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Đệ Nhất U nhíu mày lại. Đột nhiên Diệp Quân từ từ đi tới phía trước. Đệ Nhất U ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo. Khi đến gần khu vực có pháp tắc đại đế, Đệ Nhất U từ từ siết chặt năm đấm lại, hơi căng thẳng. Lúc này, Diệp Quân đi vào khu vực ấy. Pháp tắc đại đế đến rồi. Diệp Quân không quan tâm đến pháp tắc đại đế đó, tiếp tục đi về phía trước. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, khi hắn đi về phía trước, pháp tắc đại đế lại chia ra hai bên, để lại một con đường lớn đi ra ngoài. Mặc dù hiện tại hắn không phải là đại đế, nhưng trên người hắn lại có khí vận, hơn thế nữa, quyền thế của đại đế vẫn còn tồn tại, người khác không cảm nhận được, nhưng pháp tắc đại đế chắc chắn sẽ nhận ra. Pháp tắc đại đế nhỏ bé không dám lỗ mãng trước mặt hắn. Đệ Nhất U nhìn Diệp Quân sau đó nhanh chóng đuổi theo. Mục Cương đang quỳ dưới đất nhìn hai người đang đi đến từ phía xa, ngơ ngác hỏi cái quỷ gì vậy? Vừa nói, gã vừa đứng dậy, nhưng một giây sau, luồng sức mạnh vô hình ấy lại lập tức chấn áp gã tại chỗ. Nếu muốn đi tiếp, phải đi một bước, quỳ lại một lần. Mục Cương giận dữ thét lên, phân biệt đối xử hả? Cuối cùng, gã không dám chống lại pháp tắc đại đế này nữa, cứ đi một bước quỳ lại một lần tiến về phía trước. Diệp Quân và Đệ Nhất U đi về phía trước, cuối tầm mắt hai người có một người đàn ông trung niên đang đứng, ông ta mặc một bộ trường bào đơn giản, đứng bên cạnh vách đá, nhìn về phía chân trời, áo bào tung bay theo gió. Đế Huyên, đại đế của đế tộc.
Đệ Nhất U đứng bên cạnh Diệp Quân đột ngột cung kính cúi đầu, kính chào đại đế. Diệp Quân không cúi chào. Đế Uyên từ từ quay lại nhìn Diệp Quân, đôi mắt ông ta sâu thẳm như vũ trụ mênh mông, tựa như có thể nhìn rõ mọi thứ. Một lúc sau, ông ta nói, người mang đến đây khá nhiều nhân quả. Khá nhiều. Diệp Quân từ từ đi đến bên cạnh Du Tiền Bối, lần này ta đến đây có vài nghi hoặc, xin được chỉ giáo. Đế Uyên cười nói, ta không dám nhận hai chữ tiền bối, gọi ta đạo hữu là được. Diệp Quân nói, đạo hữu, người đã trở thành đại đế, theo lý mà nói là đã trở thành vô địch, cớ sao vẫn chết. Đế Uyên cười phá lên, người trần tục, sau khi trở thành đế đều sẽ muốn được trường sinh, người hiểu ý ta chứ. Diệp Quân nhìn Đế Uyên, theo đuổi thứ gì đó cao hơn. Đế Uyên gật đầu, ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, sau khi thành đế. Vô địch vũ trụ này rồi, sẽ muốn vô địch toàn bộ vũ trụ, muốn tiến xa hơn. Diệp Quân nói nhỏ, tham vọng. Diệp Quân quay lại nhìn Diệp Quân, ta không biết tại sao sau khi ngươi trở thành đại đế lại muốn bỏ con đường ấy đi, ngươi có biết đây là hành động cực kỳ nguy hiểm với ngươi không? Diệp Quân lắc đầu cười, không có cách nào khác. Đế Uyên nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi đã đánh giá thấp các đế tộc và các tiên tông của thời đại đế giả và vũ trụ thập hoang rồi. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Đế Uyên ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất của bầu trời, nếu ngươi thành đế, bọn họ không thể không thuần phục, nhưng sau khi trở thành đế, ngươi lại từ bỏ con đường đó, việc này đối với họ mà nói, ngươi chính là một cơ hội cực kỳ lớn. Đột nhiên Diệp Quân cảm thấy có gì đó không ổn. Đế Uyên lắc đầu, muộn rồi. Diệp Quân nheo mắt lại, ngay lúc này, chân trời phía xa chợt nứt ra, từng luồng áp bức vô hình đột nhiên lan tràn trong trời đất. Sau đó, một cường giả rồi lại một cường giả khác mang theo khí tức đáng sợ từ từ đi ra. Diệp Quân sững sờ tại chỗ. Bởi vì tất cả họ đều là đại đế. Tất nhiên, không phải là bản thể, mà là hư hồn. Chuyện quái gì thế này? Đế Uyên nhìn những cường giả đang đi ra ấy, nói nhỏ quân đế, tân đế, nguyên đế đệ nhất đế, tổ tiên thần tông, tổ tiên đạo tông, đế tông tổ tiên thời đại đế giả, vũ trụ thập hoang. Ngoại trừ đế kiếm tông và nhà họ Mục đó ra, tất cả đế tổ gia tộc đại đế và tiên tông lão tổ đều tề tựu lại đây, thật hiếm thấy. Vừa nói, ông ta vừa quay lại nhìn Diệp Quân, người có biết tại sao họ lại đến đây không? Vẻ mặt Diệp Quân ảm đạm. Đế Uyên nhìn hắn nói, các đế tộc, tiên tông này không phải là người bình thường, họ không hề nghĩa hiệp như trong tiểu thuyết, bọn họ cử một nhóm nhỏ tới ra tay với ngươi trước khi thực lực ngươi tăng lên. Bọn họ sẽ sử dụng con át chủ bài mạnh nhất của họ. Diệp Quân cười phá lên, hắn mở lòng bàn tay ra định triệu hồi kiếm Thanh Huyên, nhưng một giây sau, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn không cảm nhận được kiếm Thanh Huyên, cũng không cảm nhận được tiểu tháp đã bị phong ấn hoàn toàn. Đế Uyên nhìn Diệp Quân, ngươi tưởng họ không biết kiếm của ngươi đã thành đế à? Ngay khi ngươi bước chân vào đây, là lúc ngươi không thể lấy được thanh kiếm đó ra nữa. Nơi này có pháp tắc của bảy đại đế đang trấn áp tiểu tháp bên trong người ngươi. Diệp Quân khế nhíu mày. Đế Uyên nói nhỏ lại, bất cứ ai có thể trở thành đại đế, đều không phải là một người tầm thường nữa, đó đều là các nhân vật chính của một thời đại. Đột nhiên giọng nói của tiểu hồn vang lên trong đầu Diệp Quân, tiểu chủ, mặc dù nơi đây có 9 đại đế phong ấn tiểu tháp, nhưng họ không làm gì được ta đã liên kết với tâm trí ngươi từ lâu, ngươi kiếm là một, chỉ cần ngươi băng lòng. Ta có thể lập tức chém chết toàn bộ hư hồn của các đại đế nơi đây. Nó không chỉ là đại đế. Nó còn là kiếm Thanh Huyên, là thanh kiếm cho thiên mệnh váy trắng chế tạo ra. Trong khoảnh khắc nó trở thành vũ khí đế đó, các đặc tính đặc thù của kiếm Thanh Huyên đã tăng lên. Đừng có nói mấy cái hư hồn này của đại đế, cho dù bản thể có đến đây cũng không thể phong ấn được nó. Phá hủy mọi đạo, phá hủy mọi pháp. Những năm gần đây, nó cũng chỉ thua hai người. Một người là Tịnh Tông Chủ, người còn lại là Phạm Chiêu Đế. Nhưng Diệp Quân lại nói, không cần vội. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía các hư hồn đại đế đó, hơi căng thẳng nói, mấy người các ngươi muốn làm gì? Tiểu hồn. Không thể không nói, Diệp Quân vẫn hơi bất ngờ, sau khi hắn lùi lại, biết những đế tộc và tiên tông này chắc chắn sẽ không ngồi yên, sẽ ra tay với hắn, nhưng hắn không ngờ đám được gọi là đế tộc tiên tông này, lại làm như vậy với hắn. Bảy hư hồn của đại đế tập hợp đông đủ. Đây là đã không ra tay, một khi ra phải dùng át chủ bài lớn nhất. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảnh giác hơn, như Đế Uyên đã nói,
chung quy hắn vẫn hơi coi thường những đế tộc và tiên tông này. Quả thực rất kiên quyết. Chân trời, đại đế đầu tiên từ từ bước tới, ông ta nhìn xuống Diệp Quân, cười nhẹ nói, thật không ngờ, thế gian này lại xuất hiện một vị kiếm đế. Kiếm đế. Được biết trong thời đại của vị đế này và cả 60 tỷ năm lịch sử thập hoang, cũng từng xuất hiện một vị kiếm đế. Kiếm tu muốn thành đế, độ khó lớn hơn người thường nhiều, vì con đường này giống thể tu, cực kỳ gian nan, nhưng nếu đi ra khỏi con đường này được, vậy sẽ rất khủng bố. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn đệ nhất đế, cười nói các vị làm ra hành động lớn như vậy, là muốn giết ta ở đây à? Đệ nhất đế lại lắc đầu, không phải ý đó. Diệp Quân khế cao mày. Đệ nhất đế nhìn đế uyên, chuyện này không có quan hệ với đế tộc. Đây đã là một lời cảnh cáo rồi. Đế uyên khẽ gật đầu, y nhìn Diệp Quân, bảo trọng. Nói xong, cơ thể ông ta từ từ trở nên hư ảo. Bảy vị đại đế tập hợp đông đủ. Có nghĩa là bốn đế tộc lớn và ba tiên tông nhất định phải thắng, trừ phi bản thân ông ta còn sống, nếu không, cho dù ông ta có lòng bảo vệ, cũng hết cách. Chẳng mấy chốc. Đế uyên đã biến mất hoàn toàn. Đệ nhất đế nhìn xuống Diệp Quân bên dưới, ta muốn mời quân đế đi một chuyến. Diệp Quân gật đầu, được. Lúc này, đệ nhất u đột nhiên nói, quân đế, mời. Diệp Quân nhìn đệ nhất u cười nhẹ, cô ta đi đến trước Diệp Quân, sau đó đưa tay kéo cánh tay Diệp Quân. Chớp nháy, cô ta và Diệp Quân đã biến mất tại chỗ. Đế tộc. Trong đại điện, một đám cường giả đế tộc tụ tập đông đủ. Lúc này, đế lăng dẫn đầu bỗng đứng dậy, ông ta nhìn chằm chằm bên ngoài, đám người cũng dồn dập nhìn ông ta. Lát sau, ông ta trầm giọng nói, vừa nhận được tin, đã tập hợp đầy đủ đế đối phó với cậu Diệp. Hư hồn của bảy đại đế. Nghe đế lăng nói, cường giả đế tộc ở đó đều kinh ngạc, bọn họ biết, những gia tộc đại đế và tiên tông kia chắc chắn sẽ không dừng tay, nhưng thật sự không ngờ đối phương lại hợp tác, một lần điều động hư hồn của tận bảy vị đại đế. Lúc này, đế lăng lại nói, vừa nãy tổ tiên truyền tin cho ta, những gia tộc đại đế kia chắc chắn không dám giết đế, nhân quả giết đế quá lớn, con cháu đời sau của họ chịu không nổi, nếu có một ngày Diệp công tử thoát khỏi khó khăn, thì đế tộc A nhất định phải dốc sức liều chết. Lúc Diệp Quân xuất hiện lần nữa, đã ở trên một đường phố. Đường phố rộng trăm trượng, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng, trên mỗi tòa đều treo đèn kết hoa, treo vải đỏ lớn, trên đường, cũng trải thảm đỏ lớn. Tới tận cuối cùng, cực kỳ vui mừng. Hai bên đường, có hàng loạt vệ sĩ tay cầm giáo dài đứng canh, những vệ sĩ này đều mặc giáo đỏ, như kiếm như giáo, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Diệp Quân quay đầu nhìn đệ nhất U bên cạnh. Đệ nhất U cười nói, quân đế, nơi này là thành đệ nhất, thuộc phạm vi thập hoang. Diệp Quân nhẹ giọng nói, gia tộc đại đế. Khóe miệng của đệ nhất U khẽ nhếch, nhà đệ nhất của ta không phải là một gia tộc đại đế đơn giản. Mà là một gia tộc đại đế siêu cấp, trong vũ trụ thập hoang và thời đại đế giả này, nhà đệ nhất của chúng ta là gia tộc sinh ra đại đế đầu tiên, cũng là gia tộc sinh ra hai đại đế duy nhất. Sinh ra hai đại đế. Diệp Quân lập tức hơi kinh ngạc, đệ nhất U gật đầu, vẻ mặt khá kiêu ngạc, đúng vậy, gia tộc khác đều không có, cho nên, nhà đệ nhất của ta chính là gia tộc số một trong vũ trụ thập hoang và thời đại đế giả này, đương nhiên. Nếu xuất hiện đại đế ở gia tộc khác, nhà đệ nhất của chúng ta phải tạm thời tránh mũi nhọn đỡ. Diệp Quân cười nói, rất ghê gớm. Đệ nhất U chớp mắt, huynh cũng khá lợi hại đấy, huynh là đại đế mà. Huynh không biết đâu, lần đầu tiên lúc ta tiếp xúc với huynh, còn hơi căng thẳng nữa. Diệp Quân nhìn đệ nhất U, cười nói, phải không? Ta thấy cô rất tự nhiên mà. Đệ nhất U cười nói, giả đó. Diệp Quân cười ha ha. Đệ nhất U nhìn Diệp Quân, trong lòng thầm tán thường, không hổ là đại đế, dù bây giờ tu vi đã không còn, rơi vào nguy hiểm, mà vẫn thản nhiên bình tĩnh như vậy, nhưng phần khí phách này, thật sự là người bình thường không thể so sánh được. Diệp Quân nhìn bốn phía, sau đó nói, hôm nay có người thành thân à? Đệ nhất U thu hồi suy nghĩ, cười nói, phải đó, chính là huynh. Diệp Quân hơi ngơ ngác, sau đó nói, ta ư. Đệ nhất U nghiêm túc gật đầu. Diệp Quân khẽ cau mày, hắn nhìn đệ nhất U, với cô sao? Đệ nhất U xua tay liên tục, không không, không phải với A, là với tỷ của ta, tỷ ta tên là đệ nhất Tĩnh Chiêu, tỷ ấy là nữ tử đẹp nhất của thập hoang đấy. Diệp Quân nhìn đệ nhất U, các người muốn làm gì?
Đệ Nhất U chớp mắt, ta cũng không biết. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Nhà đệ nhất này muốn làm gì đây? Đưa một cô gái tới thành thân với mình, rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Diệp Quân cau mày suy nghĩ, Đệ Nhất U hơi do dự, sau đó nói, tỷ ta thật sự rất đẹp đó. Diệp Quân nhìn Đệ Nhất U, cười nói, ta không tin ở đây còn có người đẹp hơn cô. Mặt Đệ Nhất U lập tức đỏ bừng, thân phận của cô ta đặc biệt cao quý, đàn ông tầm thường nào dám nói lời này với cô a? Diệp Quân vừa nói câu này, đã khiến cô ta không biết phải làm sao, luống cuống, cuối cùng chỉ trừng mắt với Diệp Quân, huynh là đại đế, sao có thể nói những lời phóng túng như vậy? Diệp Quân hơi cạn lời, đây là phóng túng à? Chẳng mấy chốc Đệ Nhất U đã khôi phục vẻ bình thường, cô ta đột nhiên cầm một chiếc áo choàng màu đỏ đưa cho Diệp Quân, tổ tiên có dặn dò, hôn lễ lần này, tất cả đều đơn giản, không cần bái thiên kính địa, không cần bái cao đường, vào động phòng luôn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn vốn cho rằng nhà đệ nhất sẽ giết mình, chiếm lấy thuyền bỉ ngạn và số kiếp đại đế của mình, nhưng hắn không ngờ, đối phương lại chơi như vậy. Tạm xem tiếp vậy. Diệp Quân theo Đệ Nhất U tới phủ đệ nhất, lúc này phủ đệ nhất cũng trang trí cực kỳ vui mừng, chỉ là quá ít người, rất quạnh quẽ. Sau khi Đệ Nhất U dẫn Diệp Quân vào phủ đệ, cả đường chỉ thấy vài người, những người kia đều dồn dập vội vàng quỳ mọp xuống đất, kính cẩn vô cùng. Có mấy kẻ to gan còn nhìn trộm Diệp Quân. Đây chính là đại đế à? Chẳng mấy chốc, Đệ Nhất U đã dẫn Diệp Quân tới một gian phòng, chỗ nào của gian phòng đó cũng treo màu đỏ, trên bàn còn đốt hai cây nến hỉ rồng phượng. Đệ Nhất U cười nói, huynh đợi ở đây, lát nữa tỷ ta sẽ tới. Nói xong, cô ta xoay người rời đi, nhưng lúc đi tới cửa, cô A đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, cười khẽ nói, huynh có cần gì, cứ nói. Huynh là đại đế, nhà đệ nhất A sẽ đối xử với huynh theo phép đại đế. Diệp Quân gật đầu, được. Đệ Nhất U quay người rời đi, sau khi ra khỏi cửa phòng, cô A thở ra một hơi thật mạnh, thật ra cả quãng đường vừa rồi, cô ta vẫn rất căng thẳng. Đại đế, loại nhân vật này ngang vai ngang vế với hai vị tổ tiên đấy. Cường giả mạnh nhất trời đất, cô ta vốn cho rằng Diệp Quân sẽ tức giận, nhưng cô ta không ngờ, cả quãng đường. Diệp Quân chẳng hề bực bội, ngược lại, Diệp Quân còn rất hòa nhã. Đệ Nhất U lắc đầu cười, không hổ là đại đế. Nói xong, cô ta nhanh chân rời đi. Căn phòng kia, Diệp Quân ngồi trên ghế, trong lòng nói, tháp ra. Không có bất kỳ câu trả lời nào. Tiểu hồn đột nhiên nói, chủ nhân, tiểu tháp bị phong ấn rồi. Diệp Quân nhẹ giọng nói, xem ra, tháp ra lại sắp thăng cấp rồi. Tiểu hồn nói, có cần ta mở phong ấn của nó ra không? Có điều, chắc chắn sẽ kinh động những vị đại đế kia. Diệp Quân nói, vậy trước mắt không cần. Tiểu hồn nói, chủ nhân, tại sao người không để ta ra ngoài giết hết bọn họ bằng một kiếm? Diệp Quân cười nói, người thật sự không biết à? Tiểu hồn cười hi hi, chủ nhân, người muốn làm người phàm hoàn toàn à? Diệp Quân khế cười nói, còn gì nữa? Tiểu hồn suy nghĩ. Sau đó nói, có ta ở đây, người có thể trưởng thành an toàn trong vũ trụ này, tôi luyện tâm cảnh và huyết mạch phàm nhân của mình thật tốt, nhưng nếu người luôn sử dụng sức mạnh của ta, người sẽ lại sinh lòng phụ thuộc, không tốt cho tâm cảnh của mình, hơn nữa, rất có khả năng sẽ tiến vào vũ trụ tiếp theo một cách bị động. Nếu tiến vào vũ trụ tiếp theo, đại đế thành chó thì phải làm sao? Lẽ nào lại cứ bị đánh mãi? Ta nói có đúng không? Diệp Quân cười nói, người hiểu ta lắm, tiểu hồn. Nhận được lời khen của Diệp Quân, tiểu hồn rất vui vẻ, chủ nhân, ta sẽ tiếp tục củng cố trật tự của các đạo chính thống, tới lúc đó, khi tay người cầm lấy ta, sẽ cảm ứng được mọi chúng sinh, trong nháy mắt, truyền cho bất kỳ ai tin vào người, đến lúc ấy sẽ cực kỳ ghê gớm luôn. Diệp Quân khẽ cười nói, được, người cố lên. Tiểu hồn nói, nếu gặp nguy hiểm, người có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Diệp Quân gật đầu, được. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Tiếp đó, một khuôn mặt xinh đẹp vô song xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Quân. Người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ nhạt, thân hình cao ráo, dưới ánh nến nổi bật, cô ta như một vị tiên tử bước vào trần gian, dung nhan vô song, đẹp khiến người ta ngạt thở, cho dù Diệp Quân cũng hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Khoảnh khắc này, Diệp Quân tin lời Đệ Nhất U nói rồi. Sau khi người phụ nữ đi tới, ánh mắt cô ta rơi vào người Diệp Quân, tay trái khẽ vẫy.
một luồng cấm chế cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong phòng, ngăn cách nơi này với trời đất. Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn hơi bất ngờ với thực lực của người phụ nữ này, bởi vì hắn cảm nhận được pháp tắc đại đế trong sức mạnh của người phụ nữ này. Rõ ràng người phụ nữ này không phải đại đế, nhưng vì sao cô ta lại có sức mạnh pháp tắc đại đế? Đúng lúc này, cô ta đột nhiên nói, có lẽ ngươi hơi ngạc nhiên, ngươi hỏi đi, ta biết, thì sẽ trả lời ngươi hết. Diệp Quân cười nói, mục đích các ngươi làm như vậy là gì? Cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Quân âm thanh như băng, chiếm đoạt huyết mạch của ngươi, cướp số kiếp của ngươi. Diệp Quân khẽ cau mày, vậy giết ta không phải là được rồi sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, không thể giết. Diệp Quân không hiểu, tại sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân, đầu tiên, nhân quả của việc giết đế, không ai dám đảm nhận, cho dù là nhà đệ nhất ta, cũng không dám. Thứ hai, nếu ngươi chết, số kiếp đại đế của ngươi sẽ trả về cho vũ trụ này, huyết mạch ngưng tụ thành đại đế, cũng sẽ lập tức rời rạc. Diệp Quân nói, cho nên, các ngươi muốn đổi cách khác. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân chằm chằm, trong mắt không có tí dao động nào, như máy móc kết hợp với ngươi, từ từ chiếm đoạt huyết mạch và số kiếp của ngươi. Nói rồi, cô ta đột nhiên từ từ đi về phía Diệp Quân, mỗi bước đi, đồ của cô ta sẽ rơi mất một món. Lúc đi tới trước mặt Diệp Quân, cô ta đã không còn gì che chắn, thân thể tuyệt đẹp hoàn toàn lộ ra trước mặt Diệp Quân. Bất ngờ Diệp Quân rất bất ngờ. Hắn không ngờ, tộc đệ nhất sẽ dùng cách này để chiếm đoạt số kiếp và huyết mạch đại đế của mình. Thật là khác người. Thấy thân thể tuyệt đẹp của cô gái trước mặt, hắn không còn suy nghĩ gì khác, hắn bây giờ, tốt xấu gì cũng là đại đế, hơn nữa, còn là một bị kiếm đế, lẽ nào sẽ động lòng vì vẻ đẹp. Người đẹp trong mắt hắn, như xương sọ thôi. Trông đệ nhất tính chiều rất bình tĩnh, nhưng Diệp Quân vẫn phát hiện, lông mi của cô ta đang khẽ run. Nếu lòng trong sạch, trời sập cũng không sợ, mọi thứ đổi nhưng vẫn bình tĩnh, tỉnh thần vui vẻ, không khí im lặng. Diệp Quân thầm đọc khẩu quyết, sau đó nhặt quần áo trên đất choàng lên người cô ta, che phủ thân thể tuyệt đẹp của cô A, cướp huyết mạch đại đế của ta, còn có số kiếp đại đế của A, cô có thể thành đế không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân chăm chăm, đây là một cơ hội. Diệp Quân lắc đầu nói, cách thành đế này, cũng không thể coi là đại đế thật sự gì. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quân còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bỗng đẩy hắn lên giường. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn còn chưa kịp phản ứng gì, quần áo trên người hắn và cô ta đã hóa thành tro bụi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đè Diệp Quân dưới người, nhìn xuống Diệp Quân, ánh mắt kiên định, hơn 200 triệu năm qua, tộc đệ nhất ta chưa sinh ra đại đế nào nữa, nếu còn không sinh ra đại đế nữa, tộc đệ nhất ta sẽ suy bại, sau đó bị người A cắn xé. Hai tay Diệp Quân mở ra, nhìn chằm chằm Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, vậy cô tới đi. Huyết mạch. Huyết mạch phàm nhân và huyết mạch phong ma trong người hắn là khắc tinh của mọi huyết mạch, chiếm đoạt huyết mạch của hắn. Phản chiêu đế cũng không làm được. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, thân thể cô ta khẽ run rẩy. Hai tay Diệp Quân gối sau đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu im lặng. Hai mắt bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng đột nhiên trở nên mập mờ, vì đều đã sạch bóng rồi, đặc biệt là góc độ này của Diệp Quân. Phong cảnh hắn nhìn thấy thật sự là người thường không thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân phá vỡ im lặng trước, đại đế trong thế giới, lẽ nào được tạo thành từ cách hèn hạ này à? Tự cô nghĩ đi, cái này có thực tế không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu im lặng không nói. Diệp Quân tiếp tục nói, xuống đi, nói chuyện hẳn hoi. Mặc dù hắn nhìn người đẹp như nhìn xương sọ, nhưng hai người cứ trần trụi đè lên nhau như vậy, hắn vẫn sẽ có phản ứng. Suy cho cùng. Trong người hắn cũng có loại huyết mạch phong ma không bình thường mà. Huyết mạch phong ma, nhìn thấy Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi dao động, Diệp Quân lại nói, nếu thành đế mà dễ như vậy, lẽ nào đại đế trên đời này lại ít đến thế? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu im lặng rất lâu, người nói đúng. Nói rồi, hai tay cô ta chống lên ngực Diệp Quân, muốn đứng dậy, nhưng lúc cơ thể cô ta động đậy, khoảnh khắc tiếp theo. Xoạt, mắt hai người đều mở ra. Vào trong luôn rồi. Không cẩn thận đi vào rồi. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này không khí đông đặc như chết. Chẳng mấy chốc, cơn đau từ chỗ nào đó truyền tới khiến Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quân nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trên người, không nói gì, hắn tuyệt đối không ngờ, lại trở thành như vậy. Đã thế này rồi,
chung quy cũng không thể rút ra nữa, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra nhỉ. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cũng không nói gì, cô ta nằm sấp trên ngực Diệp Quân. Trong lòng Diệp Quân thở dài, bây giờ không còn tu vị, cũng không thể phản kháng, nếu đã không thể chống lại vậy chỉ đành như thế, một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, khi Diệp Quân tỉnh dậy, cấm chế trong phòng đã biến mất, hắn ngồi dậy, hơi ngạc nhiên, vì hắn phát hiện, cô gái đêm qua không hề cướp đoạt huyết mạch và số kiếp của hắn. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự làm vậy, đừng nói cô ta, cho dù là cường giả đại đế, cũng tự chịu diệt vong, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân của hắn đúng là chuyên trị mọi thứ không tuân phục. Diệp Quân lắc đầu, hắn xuống giường, sau khi đổi một bộ đồ sạch sẽ, hắn đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, 20 nô tỳ bên ngoài đã cùng kính cẩn hành lễ, công tử. Diệp Quân nhìn đám phụ nữ, cười nói, ta có thể đi ra ngoài không? Nô tỳ cầm đầu vội nói, có thể đi bất cứ lúc nào. Diệp Quân gật đầu, hắn đi ra ngoài, những nô tỳ kia cũng không đi theo. Cả quãng đường, ai thấy hắn, đều vô cùng kính cẩn với hắn, dồn dập hành lễ. Diệp Quân đi theo con đường nhỏ lát đá xanh đi xa ra ngoài, lát sau, hắn tới một vườn hoa không lớn lắm, nhưng có đủ mọi loại hoa, lúc này đang là mùa nở rộ, do đó trăm hoa đua nở, đua nhau khoe sắc, cực kỳ đẹp. Ánh mắt Diệp Quân đột nhiên rơi vào một cái cây nhỏ, thấy cây kia, hắn lập tức hơi ngạc nhiên, hắn đi qua, quan sát cái cây đó, lát sau, hắn lộ vẻ kinh ngạc, vì hắn phát hiện, cây này hơi giống với cây sinh mệnh thiên hành của nền văn minh thiên hành. Cho gì vậy? Diệp Quân đưa tay muốn sờ, đúng lúc này, một âm thanh run rẩy ở một bên đột nhiên truyền tới, công tử, cây này là do tộc trưởng trồng, bất kỳ ai cũng không được động vào. Người nói là một nô tỳ, cúi đầu, âm thanh run rẩy, hiển nhiên lúc này cực kỳ căng thẳng, chỉ lo Diệp Quân đụng vào. Diệp Quân cười nói, người đừng căng thẳng, ta không động vào là được. Trong lòng nô tỳ kia lập tức thở ra một hơi, nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quân nhìn cái cây trước mắt, càng nhìn càng nghi ngờ, khí tức này, gần như giống hệt với cây sinh mệnh thiên. Hành, chỉ là quá nhỏ thôi. Như nghĩ tới gì đó, Diệp Quân quay đầu nhìn nô tỳ kia, vừa nãy ngươi nói tộc trưởng Tĩnh Chiêu là tộc trưởng à? Nô tỳ vội gật đầu, vâng ạ. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Cô gái đó lại là tộc trưởng của tộc đệ nhất. Nô tỳ rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Diệp Quân, chỉ lo Diệp Quân làm hỏng cái gì đó. Đây là nơi giải sâu của tộc trưởng, bất kỳ ai cũng không được tới gần, sở dĩ Diệp Quân được tới gần, là vì có dặn dò, bất kỳ chỗ nào trong phủ, hắn đều có thể đi tới. Nhưng thân là tôi tớ, cô ta vẫn sợ. Thấy nô tỳ kia vẫn căng thẳng, Diệp Quân cười nói, ngươi đừng hồi hộp, ta chỉ nhìn thôi, không động bậy bạ đâu. Nô tỳ cúi đầu, kính cẩn nói, không không, ta không căng thẳng. Diệp Quân cười cười, sau đó nói, ngươi dẫn ta đi chỗ khác dạo đi. Nghe xong, trong lòng nô tỳ lập tức thở phào, cô ta làm cử chỉ mời, mời. Diệp Quân đi theo nô tỳ tới một vườn hoa khác, sau khi Diệp Quân đi dạo một vòng, nói ta có thể ra ngoài phủ đi dạo không? Nô tỳ gật đầu, có thể. Diệp Quân cười nói, ngươi dẫn đường. Nô tỳ kính cẩn nói, vâng. Cô ta dẫn Diệp Quân ra ngoài phủ đệ. Lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng trong nhà thờ tổ của tộc đệ nhất, mặt vô cảm, người lạ chớ tới gần. Bấy giờ, một bài vị trong đó đột nhiên rung lên, tiếp theo, một âm thanh truyền tới, tại sao không ra tay? Đệ nhất Tĩnh Chiêu im lặng. Em eo thanh im lặng một lúc, sau đó nói, họa sắp tới rồi, nếu tổ tiên đệ nhất lại không sinh ra đại đế, sao vượt qua nạn này được? Hơn nữa, thần hồn ta và tổ tông để lại sắp bước vào thời kỳ suy yếu. Một khi chúng ta bước vào thời kỳ suy yếu, những cường giả chuẩn đế và sinh vật khổng lồ tiền sử kia sẽ âm thầm ra tay đối phó với gia tộc ta, cướp đoạt binh đế của đế tộc ta. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, hắn nói rất đúng, cho dù ta có chiếm đoạt huyết mạch và số kiếp đại đế của hắn, cũng không thể thành đế được. Em eo thanh kia im lặng một lúc, nói, vậy ngươi muốn làm sao? Tộc đệ nhất ta giữ hắn ở đây, chúng ta đã hy sinh một binh đế rồi, không còn đường lui nữa. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, cô ta quay người đi ra cửa đại điện, cô ta ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Tộc đệ nhất bây giờ, vẫn là tộc đệ nhất của thời đại đế giả và thập hoang, nhìn bề ngoài có vẻ rất nở mày nở mặt, nhưng trên thực tế, bây giờ tộc đệ nhất sắp có thảm họa rồi. Tộc đệ nhất từng sinh ra hai vị đại đế,
lúc hai vị đại đế ngã xuống, đều để lại một hư tượng, dùng cái này để bảo vệ tộc đệ nhất. Đây cũng là lý do vì sao bây giờ tộc đệ nhất là gia tộc lớn đứng đầu trong thời đại đế giả và vũ trụ thập hoang, nhưng, đó chỉ là bề ngoài. Hư tượng của hai đại đế để lại, theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng yếu. Mau thôi, hư tượng hai vị đại đế để lại sẽ bước vào thời kỳ suy yếu hoàn toàn. Một khi hư tượng của hai vị đại đế bước vào thời kỳ suy yếu hoàn toàn, tộc đệ nhất sẽ không bao giờ trở lại được. Tộc đệ nhất không chỉ phải đối phó với các gia tộc đại đế và tiên tông. Các nền văn minh và sinh vật khổng lồ tiền sử ngoài vùng cấm cổ hoang cũng có khả năng sẽ nhắm vào tộc đệ nhất, cướp đoạt binh đế, còn có những thứ mà đế tộc tích trữ hàng tỷ năm qua. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cô ta cũng là thiên tài trời cho, là kẻ yêu nghiệt nhất trong cả lịch sử của đế tộc, không tới 100 tuổi đã thành bán bộ đạo chi ngoại, 120 tuổi, cô ta từ bán bộ đạo chi ngoại đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Thiên phú và trình độ yêu nghiệt của cô ta, thậm chí còn vượt xa hai vị tổ tiên năm đó. Nhưng, cô ta sinh không đúng thời. Vốn dĩ cô ta cho rằng cô ta có thể thành đế, nhưng không ngờ, Diệp Quân lại thành đế trước, hấp thụ hết số kiếp đại đế trong vũ trụ này, cắt đứt con đường lên cao của cô ta triệt để. Giết Diệp Quân. Không phải tộc đệ nhất không nghĩ tới, nhưng, sau khi giết Diệp Quân thì sao? Nhân quả giết đế, tộc đệ nhất thật sự có thể chống đỡ được à? Nhân quả to lớn này, đừng nói tộc đệ nhất. Cộng cả mấy gia tộc đại đế còn lại vào cũng không dám, đây cũng là lý do vì sao bọn họ bằng lòng đưa mớ rắc rối này cho tộc đệ nhất. Chiếm đoạt huyết mạch và số kiếp của Diệp Quân. Như đêm qua Diệp Quân nói, cho dù cô ta lấy được số kiếp đại đế, cô ta thật sự có thể thành đế à? Sự ngưng tụ của số kiếp đại đế, là vì người, Diệp Quân thành đế rồi, cho nên mới có số kiếp đại đế, chứ không phải vì hắn có được số kiếp đại đế nên mới thành đế. Diệp Quân mà chết. Số kiếp đại đế ắt sẽ phân tán, lúc đó, đệ nhất Tĩnh Chiêu cô ta có thể ngưng tụ số kiếp đại đế lần nữa không? Hiển nhiên là không thể, nếu có thể, việc gì phải đợi tới bây giờ? Đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng ở cửa đại điện, cô ta nhìn nơi xa, khoảnh khắc này, cô ta hơi mờ mịt. Tộc đệ nhất phải làm như thế nào? Chẳng lẽ như đế tộc năm đó, từ bỏ binh đế, từ bỏ tất cả, dễ người trong tộc lui ra khỏi thập hoang này? Nhưng cho dù tộc đệ nhất bằng lòng làm vậy, cũng không thể rút lui nguyên vẹn, vì binh đế của tộc đệ nhất, là binh đế sơ khai, ý nghĩa không tầm thường, hơn nữa, gắn liền với vận mệnh của tất cả mọi người trong cả tộc đệ nhất. Giao ra, tộc đệ nhất ắt sẽ diệt vong. Thời gian, hai mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu từ từ nhắm lại, nếu cho cô ta thêm 1000 năm nữa, cô ta chắc chắn sẽ thành đế. Chỉ cần 1000 năm. Xong, cô ta sẽ càng yêu nghiệt. Những thế lực và cường giả cảnh giới chuẩn đế trong bóng tối kia càng không cho cô ta thời gian. Nếu muốn thành đế, ngoài thiên phú của bản thân ra, còn cần có người bảo vệ, nếu không, người khác căn bản không cho ngươi cơ hội thành đế, hoặc là, giống với Diệp Quân, bất ngờ thành đế, không cho mọi người có thời gian phản ứng. Lần này Diệp Quân thành đế là vì quá bất ngờ, mọi người không kịp phản ứng, nếu không, tiên tông đế tộc tuyệt đối không cho hắn thành đế, chắc chắn sẽ hợp tác bóp chết. Ai muốn đột nhiên xuất hiện một người đè đầu cưỡi cổ mình chứ? Điều này giống với thế giới trần tục, các nước đánh nhau, ai muốn xưng đế, ai muốn thống nhất thiên hạ rồi, ắt sẽ bị mọi người vây công. Hai mắt của đệ nhất Tĩnh Chiêu từ từ nhắm lại, tộc đệ nhất, tuyệt đối không thể diệt vong trong tay ta. Nói xong, cô ta đi về nơi xa. Còn đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu, cô gái kính cẩn hành lễ, tộc trưởng. Vị Diệp công tử kia đang ở ngoài gặp thế tử Lý Vân của nhà họ Lý. Lý Vân châm chọc Diệp công tử, chào phúng hắn bây giờ là đồ bỏ đi. Mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu vô cảm, hắn có phản ứng gì? Cô gái kính cẩn nói, Diệp công tử chỉ cười nhạt, không giận dữ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu im lặng một lát, nói, lập tức xử tử Lý Vân. Nói xong, cô ta đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại, không dạy con, lỗi của cha, lập tức xử tử cả cha hắn luôn đi. Trên đường phố, Diệp Quân đang dẫn tỷ nữ Tiểu Hồng đi dạo. Không thể không nói, thành đệ nhất này rất sầm uất, lầu cao mọc như rừng, người đến người đi, đường phố tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, tu vi của tất cả mọi người ở đây đều vô cùng mạnh mẽ, văn minh võ đạo mạnh hơn đế tộc rất nhiều. Đế tộc. Nghĩ tới đế tộc, Diệp Quân mới ý thức được rằng, mình đột nhiên biến mất, bây giờ đế tộc vẫn còn chưa biết. Sau này nhất định phải viết thư thông báo cho bọn họ.
Diệp Quân suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn về phía tỷ nữ Tiểu Hồng, cười nói, Tiểu Hồng, người có biết đệ nhất vực này lớn cỡ nào không? Tiểu Hồng cười nói, ta biết, đệ nhất vực là vực lớn nhất thập hoang, được thủy tổ đương sơ lập nên, sau đó, vị đại đế thứ hai của đế tộc chúng ta lại khai phá rộng hơn, vì vậy, đệ nhất vực vô cùng rộng lớn, ít nhất có thể chứa được mấy trăm tỷ sinh linh. Chứa mấy trăm tỷ. Diệp Quân gật đầu, cũng không cảm thấy quá phóng đại, dù sao thì tỉnh cầu màu xanh nhỏ bé của hệ Ngân Hà cũng có thể chứa được hàng tỷ sinh linh. Diệp Quân lại nói, vậy bây giờ tộc đệ nhất có bao nhiêu sinh linh? Tiểu Hồng nói, theo hộ sách ghi lại, đệ nhất vực của chúng ta có hàng tỷ sinh linh, đương nhiên, còn có rất nhiều nền văn minh nhỏ muốn sáp nhập với chúng ta, nhưng chúng ta đều từ chối. Chỉ khi đạt tới thực lực nhất định, ví dụ như đạt tới nền văn minh vũ trụ cấp 8 mới có tư cách phụ thuộc vào chúng ta. Nói xong câu cuối cùng, gương mặt thanh tú của cô ta nở ra một nụ cười kiêu ngạo. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Quân cũng kích động. Chỉ khi đạt tới nền văn minh vũ trụ cấp 8 mới có tư cách phụ thuộc vào tộc đệ nhất. Hắn phát hiện, hắn thật sự đang đánh giá quá thấp nền tảng của những đế tộc này. Tiểu Hồng lén liếc Diệp Quân, cô ta do dự, sau đó nói, Diệp công tử, người thật sự là đại đế sao? Tiếp xúc với Diệp Quân một thời gian, cô ta phát hiện, người đàn ông trước mặt vô cùng dễ gần, vì vậy, bây giờ cô ta cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều, không còn cẩn trọng như trước đây nữa. Diệp Quân cười nói, trông ta không giống sao. Tiểu Hồng nhìn Diệp Quân, sau đó cười nói, nhìn người cũng chạc tuổi ta. Cho nên ta vẫn không tin lắm, nhưng người trong phủ đều nói người là đại đế. Diệp Quân gật đầu, ta quả thật là đại đế. Tiểu Hồng trợn tròn mắt, thật sao? Diệp Quân nói, đương nhiên là không phải bây giờ. Tiểu Hồng nhích tới gần hắn, sau đó nói, ta nghe nói, người vì muốn cứu các sinh linh ở vũ trụ người nên mới phá bỏ. Tu vi đại đế, chuyện này là thật sao? Diệp Quân quay đầu nhìn Tiểu Hồng đang rất hiếu kỳ ở bên cạnh, cười nói, phải. Tiểu Hồng nhìn hắn, vậy thì đúng là đại đế rồi, tại sao người nói phá là phá ngay được chứ? Diệp Quân khẽ mỉm cười, tu vi mất đi còn có thể tu lại, nhưng người mà mất thì không thể nào sống lại được. Tiểu Hồng như đang suy nghĩ gì đó. Ngay lúc này, đằng sau bọn họ có tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Hồng quay đầu lại nhìn. Khi thấy người tới, cô ta nhất thời cả kinh, đang định hành lễ thì lại bị một luồng sức mạnh nhẹ nhàng ngăn lại. Người tới chính là đệ nhất Tĩnh Chiêu, hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, phong thái tuyệt thế, cô ta đeo một tấm khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp tuyệt trần. Thấy cô gái trước mắt, Diệp Quân cười nói, ta chỉ đi dạo một lát thôi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, sau đó lại nhìn Tiểu Hồng, ngươi lui xuống đi. Tiểu Hồng vội vàng hành lễ. Sau đó lui về phía sau. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đi tới bên cạnh Diệp Quân, để ta đi đạo với người. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người đi về đằng xa, chỉ trong chốc lát, Diệp Quân đã đi tới trước một lầu cao sang trọng, lầu này có tổng cộng 19 tầng, diện tích tầm ngàn khoảnh, rộng lớn vô cùng, vị trí đắc địa, nằm ở khu vực trung tâm phồn hoa nhất thành đệ nhất. Diệp Quân nhìn lên cửa lớn của tòa lầu cao, nơi đó có một bảng hiệu to đùng. Bên trên có bốn chữ to, Thương hội Thiên Các. Diệp Quân hiếu kỳ. Bên cạnh hắn, đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, đây là Thương hội Thiên Các do ta sáng lập, chỉ cần có đế tinh, người có thể mua được tất cả mọi thứ ở đây. Diệp Quân cười nói, chúng ta vào đi dạo một lát nhé. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Hai người đi vào, tầng thứ nhất là một phòng khách rộng lớn, đủ để chứa mấy chục ngàn người, giờ phút này. Bên trong đại sảnh người đến người đi, vô cùng tấp nập. Diệp Quân đi về đằng xa, ở ngay chính giữa đại sảnh có hàng ngàn quầy pha lê quây thành vòng tròn, mỗi quầy đều có một người mặc đồ giống nhau đứng, trước những quầy này có một hàng người dài, vật bán mỗi quầy cũng không giống nhau, có đan dược, có bùa chú, có thần binh, có trận pháp, còn có cả trứng yêu thú. Cái gì cũng có, vô cùng đầy đủ. Lúc này, một thiếu niên 16-17 tuổi ôm một quả trứng yêu thú đi ngang qua người Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu, cậu bé cẩn thận ôm quả trứng yêu thú, ánh mắt sáng lên, trong miệng lẩm bẩm, đại đế phù hộ cho ta ấp ra một con rồng, người nhất định phải phù hộ ta. Diệp Quân lắc đầu cười, sau đó đi về đằng xa với đệ nhất Tĩnh Chiêu, nhưng ngay lúc này, thiếu niên đã đi tới cửa đột nhiên giận dữ, mẹ kiếp. Lại là một con gà sao? Diệp Quân quay đầu nhìn. Quả trứng trong tay thiếu niên kia đã vỡ một góc, bên trong quả thật là một con gà,
đương nhiên cũng không phải là gà bình thường, lông của con gà đó cứng như sắt, hai móng vuốt sắc bén như đao, hiển nhiên là một con gà chiến. Thiếu niên tức giận quay lại, bước nhanh đến quầy trứng, lấy ra hàng chục viên tinh thạch lấp lánh, tức giận nói, thêm một quả trứng nữa. Người đứng quầy nhận lấy tinh thạch, sau đó lấy một quả trứng ra đưa cho thiếu niên. Thiếu niên ôm trứng cẩn thận, cậu bé ngồi xuống đất, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng kia, đại đế phù hộ, ta muốn có trứng rồng. Thiếu niên gỡ bỏ phong ấn trên quả trứng khiến nó lập tức vỡ ra. Một chiếc đầu gà hiện ra. Vẻ mặt thiếu niên cứng đờ ra, một lát sau, khuôn mặt cậu bé trắng bệch, run giọng nói, gà, tại sao lại là gà chứ? Nửa năm tiền ăn của tai. Diệp Quân. Thấy thiếu niên kia ôm hai con gà thất thiểu rời khỏi phòng khách, Diệp Quân quay đầu nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh, trong số những quả trứng các cô bán có rồng sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, có. Diệp Quân hiếu kỳ, nhiều không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, trong 100 triệu quả trứng, chỉ có một quả trứng rồng. Mẹ kiếp! Đôi mắt Diệp Quân trợn tròn, ai là người nghĩ ra ý tưởng thất đức này chứ? Đây không phải là hại người sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu mặt không cảm xúc, ta nghĩ ra đó. Diệp Quân! Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, giá trị của một quả trứng rồng tương đương với mấy chục ngàn viên đế tinh, còn một quả trứng bình thường chỉ có 30 viên tiên tinh. Một viên đế tỉnh có thể đổi được mấy chục nghìn viên tiên tinh, muốn dùng 30 viên tiên tinh đổi lấy trứng rồng, chính là đổi nhỏ lấy lớn, bản thân nó đã là một ván cược rồi. Diệp Quân im lặng một lát, sau đó nói, vậy xác suất này, cô có công bố ra ngoài không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, không. Diệp Quân cười nói, dùng nhỏ đổi lớn, bản thân nó đã là một ván cược, câu nói này ta rất công nhận. Nhưng cô không công bố xác suất này ra ngoài thì cũng chẳng khác nào ngụy trang lừa gạt người khác. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhíu mày, trong tộc Đệ Nhất, chưa từng có ai dám nói với cô ta như vậy. Thấy Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhíu mày, Diệp Quân mỉm cười nói, ta chỉ nói vậy thôi. Nói xong, hắn đi về đằng xa, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu im lặng một lát, sau đó đi lên theo. Sau khi Diệp Quân đi dạo một vòng tầng thứ nhất, hắn lại đi lên tầng 2. Vật bán tầng 2 cao cấp hơn rất nhiều so với tầng 1, ở đây chỉ có khoảng 100 quầy, khách hàng cũng ít hơn so với tầng dưới. Đi dạo một lát, Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi tới tầng thứ 6, tầng 6 không bán đồ mà là một hội trường đấu giá, bây giờ có một trận đấu giá đang diễn ra. Diệp Quân vốn định rời đi, nhưng ngay lúc này, hắn như cảm nhận được điều gì mà xoay người nhìn lên hội trường đấu giá, ở trong đó, một cô gái mang thanh kiếm gãy lên, thanh kiếm kia bị gãy một đoạn. Chỉ có một phần mũi kiếm dài bằng hai ngón tay, toàn thân ngăm đen. Thấy thanh kiếm kia, Diệp Quân nhíu mày. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu thấy vẻ mặt của Diệp Quân, đang định hỏi thì lại nghĩ ra điều gì đó nên không nói nữa. Từ lúc đi tầng thứ nhất đến bây giờ, hai người vẫn chưa nói lời nào. Đằng xa, người phụ nữ cầm thanh kiếm gấy lên, cười nói, chư vị, kiếm này được người bán thần bí tình cờ có được, kiếm tuy đã gấy, nhưng cũng không phải vật tâm thường. Giá quy định là 100.000 viên đế tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000 viên. 100.000 viên đế tinh. Lời vừa dứt, trong sân nhất thời xôn xao. 100.000 viên đế tinh, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, mọi người đồng loạt nhìn thanh kiếm gấy, trên đài vốn đã có trận pháp ngăn cách thần thức, nhưng giờ phút này, trận pháp đó đã được thu lại, vì vậy, tất cả mọi người đều tập trung vào thanh kiếm này. 110.000. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên trong sân. Trên đài, người phụ nữ thanh tú mỉm cười nói, 110.000 lần thứ nhất. 120.000, một giọng nói vang lên ngay sau đó. Diệp Quân đột nhiên nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh, vì người báo giá chính là Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Trên đài, người phụ nữ thanh tú nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cười nói, 120.000. 200.000, lúc này, lại có một giọng nói vang lên. Diệp Quân về phía phát ra âm thanh, người báo giá là một cô gái mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng, trên lưng đeo một thanh trường kiếm. 500.000. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu vừa mở miệng đã khiến tất cả mọi người trong sân kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía cô ta. Cô gái đeo kiếm nhíu mày, nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, 600.000. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu mặt không cảm xúc, 1 triệu. Rào rào, trong sân xôn xao. Đằng xa, cô gái đeo kiếm đột nhiên đứng dậy. Cô ta xoay người nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, tuy không ra tay nhưng lại có một luồng áp bức vô hình chèn ép Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu thản nhiên nhìn cô gái đeo kiếm kia,
phất lờ uy lực kiếm đạo của cô ta. Cô gái đeo kiếm không ra giá nữa, vì vậy, cuối cùng thanh kiếm này cũng thuộc về đệ nhất tĩnh chiêu. Cô gái thanh tú cung kính đưa thanh kiếm gãy đến trước mặt đệ nhất tĩnh chiêu. Đệ nhất tĩnh chiêu lấy một tấm thẻ màu vàng sậm đưa cho cô gái thanh tú. Thấy tấm thẻ này, vẻ mặt cô gái kia lập tức thay đổi, lập tức cúi người xuống, cung kính nói, khách quý chờ một chút. Nói xong, cô ta hành lễ một cái, sau đó lui về phía sau. Đệ nhất tĩnh chiêu nhận lấy thanh kiếm gãy, cũng không nhìn, lập tức đưa tới trước mặt Diệp Quân, như cảm nhận được điều gì đó, thanh kiếm gãy rung lên. Ngay lúc này, cô gái đeo kiếm đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói, các hạ đúng là người rộng lượng, nhưng đưa thanh kiếm này cho một người phàm không có tu vi, cô không cảm thấy mình đang sỉ nhục thanh kiếm này sao? Thanh kiếm gãy. Diệp Quân đưa mắt nhìn cô gái đeo kiếm, cô gái kia thật ra rất xinh đẹp, vóc người đeo kiếm thon thả, mày ngài mắt to, tư thế oai hùng, trông rất hào khí, vì cỗ ngạo khí cùng hào quang rực rỡ này quá lớn nên khiến những người xung quanh các ba thước cũng có thể cảm nhận được khí thế bức người từ cô ta tản ra. Diệp Quân thu ánh mắt lại, hắn nhận lấy thanh tàn kiếm trong tay đệ nhất tĩnh chiêu quan sát một lượt, sau đó quay sang cười nói với cô ta, được hời rồi. Được hời. Đệ nhất tĩnh chiêu có hơi ngạc nhiên, cô ta nhìn thanh tàn kiếm kia, quả thật cảm thấy rất bất phàm. Diệp Quân cười nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Đệ nhất tĩnh chiêu thản nhiên nhìn cô gái đeo kiếm kia, cũng xoay người đi theo. Cô gái đeo kiếm nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, một người đàn ông kiếm tu đi tới bên cạnh cô gái đeo kiếm, gã trầm giọng nói, Việt sư tỷ, cô gái kia không tâm thường. Ta không cảm nhận được hơi thở của cô ta, hơn nữa đây là địa bàn của tộc đệ nhất, không nên manh động. Cô gái đeo kiếm nhìn chằm chằm vào Diệp Quân ở nơi xa, không nói gì, chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh đi, kiếm sau lưng cũng khẽ rung. Chỉ chốc lát sau, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh, nói nhiều. Diệp Quân và đệ nhất tĩnh chiêu đi đến tầng 10, nơi đây là quán ăn, nhưng ở đây chỉ cung cấp nguyên liệu, còn nấu thì phải tự mình làm. Thấy vậy Diệp Quân có hơi ngạc nhiên. Đệ nhất tĩnh chiêu giải thích cho hắn nghe, tuy có rất nhiều tu sĩ đã có thể ít cốc không cần ăn uống nữa, nhưng vẫn có không ít tu sĩ thích việc ăn uống, không phải bọn họ muốn lấp đầy bụng, mà là vì cảm thấy việc ăn rất ngon, mà nơi này được xây nên để phục vụ cho những người như thế. Diệp Quân nghe xong thấy cũng dễ hiểu, bởi vì hắn cũng vậy mà. Diệp Quân tự mình xuống bếp, nguyên liệu nấu ăn gì cũng có cả, bắt tay vào làm cũng thuận tiện. Đệ nhất tĩnh chiêu ở cách đó không xa nhìn Diệp Quân bận rộn dưới bếp, chỉ im lặng không nói gì, không ai ngờ rằng người đàn ông đang đứng bếp này sẽ là một đại đế. Một lát sau, cô ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời xanh bao la, nhìn dặm không mây, tâm tư của cô ta cũng không biết đã trôi đến nơi nào. Chỉ một chốc sau, Diệp Quân đã làm được một bàn năm món, hắn dọn lên rồi ngồi đối diện với đệ nhất tĩnh chiêu, cười bảo ăn cùng nhau đi. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn hắn. Cũng không động đũa. Diệp Quân gắp một miếng thịt lên cho vào miệng, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này nhìn ra thì phong cảnh cực kỳ trống trải, mà hắn phát hiện thành đệ nhất này lớn hơn hắn nghĩ nhiều lắm, từ đây nhìn ra căn bản không thể nhìn hết được một góc của thành. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên cho vào miệng, sau đó nói cô là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quân tiếp tục nói, cũng là một người rất kiêu ngạo, hơn nữa thực lực của cô ngoại trừ đại đế mạnh nhất ra thì hơn hẳn các bán bộ đạo chi ngoại khác, một yêu nghiệt tuyệt thế như cô sẽ có cái tôi cao như thế nào. Nhưng tối hôm qua cô đến đó. Nghe Diệp Quân nhắc đến chuyện hôm qua, sắc mặt của đệ nhất tĩnh chiêu lập tức trở nên mất tự nhiên. Diệp Quân nói tiếp, ta đoán là cô muốn nhanh chóng trở thành đế, mà sở dĩ cô gấp gáp như vậy thì đơn giản chỉ có hai lý do. Một trong số đó là cô khát vọng được trở nên mạnh mẽ hơn, là dã tâm của cá nhân cô, mà thứ hai là do đế tộc của cô gặp nguy. Ánh mắt đệ nhất tĩnh chiêu vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bị dấy lên sóng lớn. Diệp Quân nhìn về phía đệ nhất tĩnh chiêu, cho dù là do dã tâm của cô hay là do đế tộc gặp nguy, hành động của cô chỉ là đang phá hoại tâm cảnh của bản thân. Phải biết người tu đạo như chúng ta một khi hỏng tâm cảnh, tương lai lúc độ kiếp, gặp phải tâm ma thì đại đạo sẽ lập tức sụp đổ. Vạn kiếp bất phục. Đệ nhất tĩnh chiêu chậm rãi siết chặt hai tay lại, cúi thấp mặt xuống. Diệp Quân đột nhiên cười nói, ăn chút không? Tay nghề của ta tốt lắm đó. Đệ nhất tĩnh chiêu liếc mắt nhìn Diệp Quân,
vẫn không động đũa mà chỉ nói, lúc ta đến ngươi từng nói với Tiểu Hồng có vài người còn quan trọng hơn so với Tu Vi, những người kia là bạn bè huynh đệ của ngươi ở vũ trụ cấp 10. Rõ ràng là cô ta đang điều tra Diệp Quân. Diệp Quân khẽ gật đầu, đúng vậy. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, vì những người kia mà ngươi vứt bỏ Tu Vi Đại Đế. Diệp Quân lại gật đầu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cứ nhìn hắn mãi như vậy, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn, ngươi có biết thành đế khó đến mức nào không? Mà khi thành đế thì sẽ chói sáng rực rỡ như nào không? Ngươi sẽ vô địch khắp toàn bộ thời đại đế giả, khắp vũ trụ thập hoang, khắp cả thế gian này. Diệp Quân lại gắp một miếng rau dưa ăn, sau đó hỏi, vậy cô có biết những huynh đệ của ta đều chết vì không? Nói rồi, hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cười bảo, làm người thì phải bàn đến lương tâm nữa mà, đúng không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu im lặng không nói, nhưng trong lòng đang rất kích động. Bởi vì cô ta có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt này không hề nói dối. Đại đế, một vị đại đế sẽ chói sáng rực rỡ đến mức nào? Từ trên đỉnh cao lập tức rơi xuống mặt đất như vậy, liệu cô A có thể làm được không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa, cô ta cầm lấy đôi đũa trước mắt lên gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai nuốt xong cô ta lại ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cười nói, sao nào? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu thu mắt lại, không nói gì tía mà chỉ lặng lẽ ăn. Diệp Quân đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu, ta muốn hỏi cô chuyện này. Nghe Diệp Quân gọi như thế, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lập tức cau mày lại, bởi vì ngoại trừ mẹ của cô ta ra, chưa từng ai xưng hô với cô như thế bao giờ. Thấy vẻ mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi thay đổi, Diệp Quân cười nói, ngại quá, Tĩnh Chiêu cô nương, ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy gọi thế thì thuận miệng. Thêm hai chữ cô nương vào lại có vẻ xa cách rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.